Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 651, hát rượu. Đúng lúc này, Chu Lệ Ngọc hơi mạnh tay lên một chút hát rượu về phía chiến thần bất bại Ano. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm cho chiến thần bất bại Ano đang vênh váo vô cùng sửng sốt. Tất cả mọi người ở đây cũng ngây ngẩn cả người. Không ai nghĩ đến chuyện Chu Lệ Ngọc đang tươi cười lại hát chén rượu về phía một người có danh tiếng vang dội đến vậy, một chiến tướng 5 sao của nước Liệp Ưng. Đồ khốn, cô dám hát rượu vào tôi sao? Chiến thần bất bại Ano giận tím cả mặt. Tất cả mọi người trong nhà họ Trần nhìn thấy cảnh Chu Lệ Ngọc dám hát rượu vào người chiến thần bất bại Ano đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Mấy người các người ăn cơm làm gì cho tốn gạo ra, ngay cả một cô gái cũng không khống chế được, tôi nuôi mấy người ăn để mọi chuyện thế này à? Ông Trần mắng đám người giúp việc, bảo vệ trong nhà. Ông Trần, là lỗi của tôi, xin ông tha cho chúng tôi. Người quản lý nơm nớp lo sợ nói. Ông Trần không dám đứng ra làm chủ cho bọn họ, liền hỏi ý kiến của chiến thần bất bại Ano. Chiến thần bất bại Ano, đám chó hèn hạ này không thể khống chế nổi con khốn Chu Lệ Ngọc này, ngài xem xử lý bọn họ như thế nào. Vốn dĩ chiến thần bất bại Ano định khiêu khích Lệ Uy Long, ông ta còn đang cực kỳ vinh váo, cực kỳ đắc ý thì vì đám người làm này không cẩn thận để cho Chu Lệ Ngọc có cơ hội hát rượu vào ông ta, làm ảnh hưởng đến hình tượng, đến sự cao ngạo ông ta đang tỏ ra khiến cho ông ta cảm thấy tức giận đến cực điểm. Đám người làm không bằng con chó này làm chút việc nhỏ cũng không xong, còn giữ bọn họ lại làm gì? Trực tiếp đem ra giết đi. Chiến thần bất bại Ano lạnh lùng nói. Vừa nghe thấy chiến thần bất bại Ano nói muốn giết hết đám người làm này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sợ toát mồ hôi hạt. Không ai nghĩ đến chiến thần bất bại Ano lại ngoan độc, tàn nhẫn đến như vậy. Đám người làm toàn thân lụi sơ vì sợ hãi, có người còn bị dọa tè cả ra quần. Chiến thần bất bại Ano, mong người tha mạng. Chiến thần bất bại Ano, xin hãy tha cho chúng tôi đi mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chiến thần bất bại Ano, hát rượu vào người ngài chính là con khốn Chu Lệ Ngọc, không liên quan đến chúng tôi mà. Đúng vậy, oan có đầu, nợ có chủ, nếu muốn giết hãy giết con khốn Chu Lệ Ngọc này đi, tha cho chúng tôi đi. Đám người làm ở đây đều sợ hãi cầu xin được tha mạng. Đưa ra ngoài, giết. Chiến thần bất bại Ano cũng không muốn nhìn đám người làm này thêm một chút nào nữa, lập tức ra lệnh. Rõ, một đám binh lính của nước Liệp Ưng lập tức tiến đến lôi đám người làm này ra ngoài. Chiến thần bất bại Ano xin tha mạng cho tôi. Ông chủ, tha mạng cho tôi. Lúc đám người làm này bị lôi ra ngoài, bọn họ sợ hãi đến cực điểm, không ngừng cầu xin. Chỉ bởi vì không giữ, không khống chế được Chu Lệ Ngọc liền dẫn tới họa chết người, cuối cùng bị bắn chết. Bọn họ đều cảm thấy chiến thần bất bại Ano giống như một bạo quân thời xưa vậy, chỉ cần một lời không đúng ý liền giết người. Ông Trần đâu dám cầu xin giúp cho đám người làm, hiện tại ông ta giống như một con rối vậy, chuyện gì cũng nghe theo chiến thần bất bại Ano định đoạt. Đoàng, 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 bên ngoài cửa nhà họ Trần, tiếng súng nổ vang lên ầm ầm. A a a, đám người làm bên ngoài kêu lên thảm thiết. Không còn nghi ngờ gì nữa, đám người làm đã bị xử bắn ngay lập tức, ở ngay bên ngoài. Người nhà họ Trần cùng với Chu Lệ Ngọc, Chu Hoàng Lâm nhìn sang chiến thần bất bại Ano, nhìn thấy ông ta, phải nói là gì đây, là cao hứng, là vui mừng, phấn chấn. Ông ta đã lôi toàn bộ đám người làm ở đây giết toàn bộ. Tất cả mọi người sợ đến kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đám người làm còn lại của nhà họ Trần đều sợ run rẩy cả hai chân, trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi vừa rồi không phải bọn họ đi khống chế Chu Lệ Ngọc, bằng không đấy sẽ là kết cục của bọn họ, chết trong tức tưởi. Chỉ một lúc sau, những binh lính của nước Liệp Ưng đã chấp hành xong nhiệm vụ xử bắn đám người làm, bọn họ chạy trở về nhà họ Trần. Báo cáo chiến thần bất bại, đã xử bắn toàn bộ những người làm kia. Binh lính cầm đầu của nước Liệp Ưng nói. Được. Chiến thần bất bại Ano nói một chữ được rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Lệ Ngọc nói, cô hai nhà họ Chu à, cô còn muốn nói gì thì nói đi. Lúc này, Chu Hoàng Lâm mới phản ứng lại, vội vàng nói với Chu Lệ Ngọc đang ngây người ra như ngỗng chị, không phải chị chán sống rồi chứ. Sao tự nhiên chị lại dám hát rượu vào chiến thần bất bại Ano, chị mau quỳ xuống bồi tội với chiến thần bất bại Ano đi. Chương 652 không quỳ. Để ông ta giết chị luôn đi. Muốn chị quỳ xuống xin lỗi kẻ địch á, không có chuyện đó đâu. Chu Lệ Ngọc nói. Cô hai nhà họ Chu, cô thật sự không sợ chết sao? Chiến thần bất bại Ano lạnh lùng dò hỏi.
bớt nói nhảm lại, muốn giết muốn làm gì thì tùy ông. Chu Lệ Ngọc thả bị giết chết cũng không muốn bị làm nhục. Muốn chết sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Cô là em vợ của Lê Uy Long, sao tôi có thể dễ dàng giết chết cô được? Chiến thần bất bại Ano nói. Rốt cuộc ông muốn làm gì? Chu Lệ Ngọc nói. Tôi phải tra tấn cô thật mạnh vào, cho anh rể cô nhìn xem tôi tra tấn cô đến chết đi sống lại như thế nào. Ano nói. Chu Lệ Ngọc nghe được những lời Ano nói, cô sợ hãi đến choáng váng mặt mày. Chu Hoàng Lâm cũng cực kỳ sợ hãi, tuy rằng anh ta muốn được đầu quân vào nước Liệp Ưng nhưng không muốn chị gái ruột của mình bị tra tấn, bị lăng nhục. Ghi hình trực tiếp một lần nữa, ghi lại cảnh cô hai nhà họ Chu bị tra tấn lại. Chiến thần bất bại Ano nói với tên phụ trách ghi hình. Rõ, tên cầm máy quay phụ trách ghi hình kia bắt đầu mở máy lên lần nữa. Thời điểm Chu Lệ Ngọc hát rượu vào chiến thần bất bại Ano, tên phụ trách ghi hình trực tiếp kia cũng tạm dừng lại cảnh quay. Chủ soái, chiến thần lại bị kẻ khác hát rượu vào mặt, tình huống như vậy cực kỳ tổn hại đến hình ảnh của ông ta, đương nhiên không thể công bố ra bên ngoài được. Đè lên cô ta, làm cho cô ta ngã xuống đất. Lúc này Ano lại ra lệnh. Đám binh mã của nước Liệp Ưng ùa lên, đè lên Chu Lệ Ngọc, đẩy cô ngã xuống đất. Lúc này Chu Lệ Ngọc sợ run cả người, cô thầm nghĩ đến chuyện Ano muốn bọn họ làm nhục cô, còn diễn hình trực tiếp lại. Nếu đúng là như vậy thật, vậy cô đúng là sống không bằng chết, sau này cũng không thể gặp ai được nữa. Người nhà họ Trần nhìn mọi chuyện đang diễn ra, đều nghĩ rằng Ano muốn ở trước mặt tất cả mọi người hủy hoại Chu Lệ Ngọc. Mặc dù Chu Lệ Ngọc cũng là con gái của nhà họ Chu, nhưng không một ai dám đứng lên cầu xin cho cô, phải nói là không một ai muốn đứng lên cầu xin cho cô mới đúng. Đơn giản bởi vì bọn họ muốn lấy lòng chiến thần bất bại Ano, cho dù chiến thần bất bại Ano có muốn làm cái gì đi chăng nữa bọn họ cũng không quan tâm, chỉ cần ông ta cảm thấy vui mừng, phấn chấn là ổn. Lúc này, chiến thần bất bại Ano nói, đánh, đánh cho tôi, đánh mạnh vào, đánh cho cô ta sợ chết khiếp đi. Lúc này, binh lính của nước Liệp Ưng lập tức dùng báng súng đánh mạnh vào người Chu Lệ Ngọc. Bọn họ dùng báng súng đánh xuống như mưa rơi vào người Chu Lệ Ngọc, cứ không ngừng, không ngừng, Chu Lệ Ngọc cũng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đến tận lúc này, Chu Lệ Ngọc mới biết chiến thần bất bại Ano nói muốn tra tấn cô thật tàn bạo là muốn đánh cho cô sợ chết khiếp chứ không phải làm nhục cô. Chỉ một lúc sau, Chu Lệ Ngọc bị đánh bị thương khắp thân thể, khóe miệng cũng rớm máu. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, chiến thần bất bại Ano, xin ngài tha cho chị gái của tôi. Chu Hoàng Lâm nhìn thấy Chu Lệ Ngọc bị đánh thảm đến như vậy, không nhịn được quỳ xuống một cái rầm, quỳ xuống dưới chân Ano cầu xin. Cút, nếu còn không cút, ta đánh cả ngươi, chiến thần bất bại Ano phẫn nộ quát lên. Đám binh lính của nước Liệp Ưng vẫn tiếp tục đánh đòn hiểm vào người Chu Lệ Ngọc, Trần An Khang cùng với người nhà họ Trần đều yên lặng đứng một bên xem, không nói một câu nào. Còn Chu Hoàng Lâm nghe thấy chiến thần bất bại Ano tức giận quát lên, không những không cút, còn ôm lấy đùi ông ta, rồi khóc lóc cầu xin, chiến thần bất bại Ano, xin ngài đại nhân độ lượng, không so đo với chị của tôi, chị ấy là một cô gái nhỏ bé yếu ớt như vậy, nếu như tiếp tục đánh, chị ấy sẽ chết mất. Chu Lệ Ngọc còn đang bị đánh nhìn thấy em trai mình Chu Hoàng Lâm tiến lên cầu xin chiến thần bất bại Ano, cô lớn giọng quát, Hoàng Lâm, không cần em đi cầu xin ông ta. Cho dù chị bị đánh chết đi nữa cũng sẽ không cúi đầu trước kẻ địch. Đánh mạnh nữa vào cho ta, xem cô ta có còn mạnh miệng được như vậy nữa không. Chiến thần bất bại Ano nhìn thấy Chu Lệ Ngọc quật cường như vậy, ông ta cực kỳ tức giận. Sau đó, ông ta giơ chân đá văng Chu Hoàng Lâm ra ngoài, giận dữ hét lên, đánh chết cả em trai cô ta đi. Nghe được mệnh lệnh của chiến thần bất bại Ano, lập tức có một đám binh lính của nước Liệp Ưng nữa tiến đến, dùng báng súng đánh vào người Chu Hoàng Lâm. Chu Lệ Ngọc cùng Chu Hoàng Lâm đều bị quân lính của nước Liệp Ưng đánh cho thê thảm, hai chị em không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Binh lính phụ trách ghi hình trực tiếp đang chiếu thẳng vào hai chị em Chu Lệ Ngọc cùng Chu Hoàng Lâm đang bị đánh tàn bạo kia. Cùng lúc đó, trong màn đêm có vô số máy bay chiến đấu đang hướng đến phía nam. Những chiếc máy bay chiến đấu này là do Lê Uy Long cùng các tướng lĩnh của đoàn máy bay chiến đấu điều khiển. Hộ soái Trấn Nam Trần Kiệt đã sớm nhận được tin tức máy bay chiến đấu của Lê Uy Long sẽ sớm bay đến phía Nam, anh chỉ huy trong quân khu đưa máy bay chiến đấu hạ cánh an toàn, rồi tự mình đi nghênh đón Lê Uy Long. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, máy bay chiến đấu đều hạ cánh xuống khu vực sân bay phía Nam. Sau đó,
toàn quân thi hành mệnh lệnh bảo vệ Lê Uy Long, cùng Hà Ngọc Lan và sự bảo vệ của hộ vệ đi tới phía máy bay chiến đấu. Chương 653 anh đến. Máy bay chiến đấu của Lê Uy Long vừa xuất hiện, hộ soái Trấn Nam Trần Kiệt cùng các tướng lĩnh tiến lên nghênh đón Lê Uy Long. Hộ soái Lê, cuối cùng ngài đã trở lại, chúng tôi chờ ngài đến mòn mỏi rồi. Trần Kiệt nói, tôi mới rời Đà Lạt được 2 ngày 1 đêm, mà các anh đã để cho Đà Lạt bị thất thủ rồi sao? Lê Uy Long không giấu giếm mà hỏi thẳng. Quân địch liên thủ phối hợp ăn ý với nhau, bọn họ phái ra toàn bộ quân chủ lực, hỏa lực lại mạnh mẽ, chúng ta không phòng thủ được. Trần Kiệt hổ thẹn nói. Hiện tại tình hình chiến đấu thế nào rồi? Lê Uy Long vừa đi vừa bàn chiến thuật. Hiện tại quân địch đã chiếm được phía nam cùng phía đông, chủ soái của quân địch là chiến thần bất bại Ano cùng với chiến thần vô địch Tay Lo cũng đã tới phía nam, tướng sĩ của chúng ta đang trấn thủ ở phía tây cùng với phía bắc. Đà Lạt đã bị rơi vào tay giặc một nửa rồi. Trần Kiệt vừa đi, vừa báo cáo tình huống với Lê Uy Long. Chỉ một lúc sau, Lê Uy Long cùng với Trần Kiệt và các tướng lĩnh quan trọng của Đà Lạt đã bắt đầu lập ra phương án tác chiến, nghiên cứu đường lối tác chiến. Hà Ngọc Lan cùng các tướng sĩ khác chờ bên ngoài phòng kế hoạch tác chiến. Lúc này, ở nhà họ Trần, Chu Lệ Ngọc bị đánh vô cùng nguy hiểm, cô phun ra máu tươi, hấp hối nằm hôn mê bất tỉnh. Chu Hoàng Lâm cũng bị đánh đến chết đi sống lại, nằm mơ anh ta cũng không nghĩ đến chuyện anh ta một lòng muốn đầu quân cho nước Liệp Ưng, cuối cùng lại có kết cục thế này. Đúng lúc này, điện thoại của Chu Hoàng Lâm reo lên. Báng súng đang rơi như mưa chợt dừng lại trước người anh. Anh ta cố chịu sự đau nhức, gian nan lôi điện thoại di động trên người ra ngoài, anh nhìn thấy bà Kim Ngọc gọi đến. Bà Kim Ngọc cùng với người nhà họ Chu đợi ở thành phố Bắc Giang lâu cực kỳ lâu cũng không nghe thấy bất kỳ tin tức gì của Chu Hoàng Lâm và Chu Lệ Ngọc, nên gọi điện cho anh ta để hỏi thăm. Chu Hoàng Lâm gian nan ấn vào vị trí nghe máy, sau đó cất giọng mẹ. Hoàng Lâm, con làm sao thế? Kim Ngọc nghe ra có gì đó không đúng, lo lắng hỏi anh. À, mẹ ơi! Con cùng chị hai bị người ta đánh a. À. Chu Hoàng Lâm một bên kêu đau, khẽ nói. Chiến thần bất bại Ano nhìn thấy Chu Hoàng Lâm nghe điện thoại cũng không cho người tiến đến ngăn cản. Kim Ngọc nghe thấy tiếng con trai mình kêu lên thảm thiết, bà ta cực kỳ kinh hãi, nhanh chóng hỏi các con bị ai đánh. Là bị người của nước Liệp Ưng đánh, Chu Hoàng Lâm nói. Kim Ngọc nghe vậy, trong lòng chỉ còn lại sự kinh hãi, nơm nớp lo sợ hỏi anh, không phải các con đã rời khỏi Đà Lạt sao? Sao cuối cùng lại bị người của nước Liệp Ưng bắt đi như vậy? À, bọn con không rời khỏi Đà Lạt, à, bọn con quay lại nhà họ Trần, Chu Hoàng Lâm vừa kêu đau vừa nói. Không phải con bảo đã đi được nửa đường đến thành phố Bắc Giang rồi sao? Sao bây giờ còn ở nhà họ Trần chứ? Kim Ngọc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Chu Hoàng Lâm, trong lòng rối loạn như ma. Mẹ, bây giờ mẹ đừng hỏi kỹ được không, bọn con đang ở chỗ của chiến thần bất bại Ano. Chỉ có anh rể Lê Uy Long mới có thể cứu bọn con thôi, mẹ bảo anh rể Lê Uy Long nhanh chóng xuất binh cứu bọn con được không? Chu Hoàng Lâm nói hết mọi chuyện trong một hơi. Cho đến bây giờ, Chu Hoàng Lâm mới biết anh rể của mình là Lê Uy Long quan trọng như thế nào, anh là chiến tướng 5 sao của Việt Nam, cùng với chiến thần bất bại Ano ở một đẳng cấp khác hẳn. Ở Việt Nam hiện giờ, chỉ có Lê Uy Long mới có thể cứu được bọn họ. Cái gì, sao các con lại bị bắt trong tay của chiến thần bất bại Ano chứ? Kim Ngọc nằm mơ cũng không nghĩ đến con gái ruột cùng con trai của mình lại đang ở chỗ của chủ soái nước Liệp Ưng, chủ soái uy trấn thiên hạ, chiến thần bất bại Ano. Chiến thần bất bại Ano đi tới nhà họ Trần, ông ta nhìn chúng coi trọng chị hai, muốn làm nhục chị hai, chị ấy nhất quyết dù chết cũng không theo, sau đó bọn con bị đánh. Chu Hoàng Lâm nói ngắn gọn. Vừa mới nói xong, một gã binh lính của nước Liệp Ưng đã dùng báng súng đánh bay điện thoại của anh. Alo, Hoàng Lâm. Con sao thế? Alo, alo, Kim Ngọc không nghe thấy tiếng vang bên phía Chu Hoàng Lâm nữa, lo lắng la lên từ phía đầu kia điện thoại. Mà điện thoại của Chu Hoàng Lâm đã bị đánh bay rồi, cho dù Kim Ngọc có gọi như thế nào đi nữa cũng không có ai đáp lại. Kim Ngọc, có chuyện gì thế em? Chu Thế Huy đứng ở bên cạnh phát hiện ra Kim Ngọc có điểm không thích hợp, vội vàng hỏi. Lệ Ngọc cùng với Hoàng Lâm bị người của nước Liệp Ưng bắt được. Kim Ngọc hoảng sợ nói. Cái gì? Sao hai đứa lại ở trong tay của đám người nước Liệp Ưng được? Chu Thế Huy nghe thấy cũng vô cùng sợ hãi. Nhà họ Chu biết được chuyện Chu Lệ Ngọc cùng Chu Hoàng Lâm đang ở trong tay của người nước Liệp Ưng, tất cả mọi người đều kinh hoàng. Em cũng không biết nữa, vừa rồi Hoàng Lâm có nói,
con cùng với Lệ Ngọc đang ở trong tay chiến thần bất bại Ano, hiện tại chỉ có Lệ Uy Long mới có thể cứu được hai chị em thôi. Kim Ngọc nói. Chương 654 to gan lớn mật. Hoàng Lâm cùng Lệ Ngọc không phải đã đi được nửa đường rồi sao? Tại sao bây giờ còn đang ở chỗ của chiến thần bất bại Ano chứ? Bà Chu lúc này gấp như kiến bò trong chảo nóng vậy, đứng ngồi không yên. Hoàng Lâm vừa nói nó còn ở nhà họ Trần, trước đây chắc là nó lừa chúng ta, nó không hề rời khỏi Đà Lạt. Thằng nhóc này thế mà dám nói dối chúng ta, lúc đó đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy, ai ai cũng muốn rời khỏi Đà Lạt, vậy mà nó dám ở lại nhà họ Trần, nó muốn ở lại nhà họ Trần làm cái gì cơ chứ? Bà Chu bị chọc tức. Hoàng Lâm ở lại nhà họ Trần, chẳng nhẽ nhà họ Trần cũng không rời khỏi Đà Lạt sao? Chu Văn Thiệu đột nhiên nói. Em cảm thấy chắc chắn nhà họ Trần không rời khỏi Đà Lạt, nếu không Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm sẽ không ở lại nhà họ Trần đâu. Chu Ly Bình nói. Nhà họ Trần đúng là to gan lớn mật, quân địch đã đến đây rồi còn dám ở lại Đà Lạt, chẳng lẽ bọn họ không sợ chết sao? Bà Chu nói. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất khiến cho nhà họ Trần không rời khỏi Đà Lạt mà thôi. Chu Văn Thiệu nói. Nguyên nhân gì? Bà Chu hỏi. Có thể, người nhà họ Trần theo địch bán nước. Chu Văn Thiệu nói. Ông ấy vừa dứt lời, cả nhà họ Chu đều sợ ngây người. Người nhà họ Trần dám theo địch bán nước sao? Chẳng lẽ bọn họ không sợ bị giết toàn bộ sao? Bà Chu tức giận nói. Bây giờ mọi người đừng nghĩ đến chuyện người nhà họ Trần bán nước theo địch hay không bán nước nữa. Giờ Lệ Ngọc và Hoàng Lâm đều đang trong tay của chiến thần bất bại Ano. Chiến thần bất bại Ano còn là chủ soái của quân địch. Xung quanh chắc chắn có rất nhiều lính gác. Chúng ta lấy cái gì đi cứu bọn họ bây giờ? Bà Chu giống như trong tay không có sách nào dạy cả, bó tay không nghĩ ra biện pháp nào. Đúng vậy, đến cả quân đội Việt Nam còn không giữ nổi Đà Lạt, đám bình dân như chúng ta làm sao để cứu được hai chị em nó đây? Chu Ly Bình nói, Lệ Ngọc và Hoàng Lâm có thể sẽ bị người nhà họ Trần hại chết mất. Đám người nhà họ Trần thật đáng giận, tự mình theo địch thì thôi đi, còn đạp lên Lệ Ngọc và Hoàng Lâm để đi lên. Chu Văn Thiệu nói, hiện giờ không còn cách nào khác cả. Vừa rồi Hoàng Lâm có nói chỉ có anh rể của nó là Lệ Uy Long mới có thể cứu được bọn nó. Chúng ta nhanh đến tìm Lệ Uy Long, để anh ta nghĩ cách cứu hai chị em nó. Kim Ngọc nói, Lệ Ngọc cùng Hoàng Lâm trong lòng luôn oán hận Lệ Uy Long, có lẽ Lệ Uy Long còn cầu cho hai chị em bọn nó đi tìm đường chết càng sớm càng tốt, sao có thể cứu bọn nó chứ? Chu Văn Thiệu nói, nói cũng đúng, Lệ Uy Long cùng với Chu Nhược Mai đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Chu chúng ta. Có lẽ anh ta còn cầu cho nhà họ Chu chúng ta gặp chuyện không may, làm gì có khả năng sẽ đi cứu bọn nó chứ? Chu Ly Bình nói. Lệ Uy Long đường đường là tướng lĩnh cấp bậc 5 sao của Việt Nam, luôn lấy tính thần đại lương, đối với những chuyện phân rõ phải trái thế này tôi nghĩ anh ta vẫn sẽ lựa chọn cứu người. Chu Văn Thiệu lại nói. Nhưng mà, bây giờ Lệ Uy Long còn đang ở miền Bắc, cho dù biết anh ta tài giỏi đi mấy cũng chẳng thể tìm nổi, chúng ta làm gì có cách nào để liên lạc với anh ta đâu. Bà Chu nói, đúng thế, giờ còn là thời chiến tranh loạn lạc, chiến tướng 5 sao giống như Lệ Uy Long cho dù có đang ở miền Nam đi chăng nữa chúng ta cũng chẳng có cách nào để liên hệ được với anh ta cả. Chu Ly Bình nói, vậy bây giờ phải làm sao đây? Không còn cách nào khác, Hoàng Lâm cùng Lệ Ngọc sẽ chết mất. Kim Ngọc lúc này trong lòng đã nóng như lửa đốt. Tất cả mọi người trong nhà họ Chu đều bó tay không có cách nào cả, mọi người chỉ biết đi lòng vòng nghĩ biện pháp. Lúc này, ở nhà họ Trần, Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm đều đã bị đánh bị thương toàn thân, trên người đều là máu, hôn mê bất tỉnh. Dừng, để lại cho bọn nó nửa cái mạng, không cần đánh chết bọn nó. Chiến thần bất bại Ano thấy Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm đều đã hôn mê liền kêu người ngừng lại. Đám binh lính nước Liệp Ưng nghe thấy mệnh lệnh của chiến thần bất bại Ano liền dừng tay. Sau đó, Ano nhìn vào màn hình, khiêu khích Lệ Uy Long, Lệ Uy Long. Hiện giờ cô em vợ của anh cùng với cậu em vợ đều đã bị tôi đánh cho chết khiếp, nếu anh không phải kẻ nhu nhược mau đến cứu bọn họ. Vợ của anh Chu Nhược Mai sớm muộn cũng biến thành đồ chơi của tôi thôi. Nói xong những lời vừa rồi, Ano liền bảo tên phụ trách ghi hình dừng ghi hình lại. Sau đó Ano còn nói, nhanh chóng đăng video Chu Lệ Ngọc uống rượu giao bôi cùng ta và video hai chị em bọn họ bị đánh như thế nào ra ngoài, làm cho Lệ Uy Long nhìn thấy. Rõ. Lúc này, ở trụ sở chính của khu vực chiến đấu phía Nam, Lệ Uy Long cùng với Trần Kiệt và các tướng lĩnh của khu vực phía Nam đang còn thương lược, hoàn thành các phương án tác chiến mới, một người lính tình báo đột nhiên xông vào nói, báo cáo hộ soái Lê.
Chuyện gì thế? Lê Uy Long hỏi. Chủ soái của quân địch là Ano vừa mới gửi video đến, muốn ngài xem. Lính tình báo nói. Video nào? Lê Uy Long hỏi. Ano bắt, cấu, cào em vợ của ngài, cô Chu Lệ Ngọc, cùng với cậu em vợ ngài, anh Chu Hoàng Lâm, đánh mạnh vào chỗ hiểm của bọn họ. Hơn nữa còn tuyên bố muốn bắt phu nhân của ngài, cô Chu Nhược Mai. Lính tình báo nói. Phát video ra cho tôi xem. Lê Uy Long nói. Rõ, lính tình báo lập tức phát ra hai cái video cho Lê Uy Long xem. Ở video thứ nhất, là hình ảnh Chu Lệ Ngọc bị buộc uống rượu giao bôi cùng với Ano. Còn Ano thì khiêu khích nói, Lê Uy Long, hiện giờ em vợ cậu là Chu Lệ Ngọc uống rượu giao bôi với tôi, trong vòng 3 ngày, tôi sẽ bắt sống vợ của anh, đem vợ anh cùng với cô em vợ nhốt chung trong biệt thự Tinh Vân của anh, cùng tôi hưởng thụ. Cùng với tiếng cầu cứu của Chu Lệ Ngọc, Lê Uy Long, anh rể, mau tới cứu em. Xem xong video thứ nhất, Lê Uy Long vô cùng tức giận. Chủ soái của quân địch đường đường là chiến thần bất bại Ano, vậy mà ép buộc Chu Lệ Ngọc uống rượu giao bôi cùng anh ta, còn dám tuyên bố muốn bắt vợ của anh Chu Nhược Mai, đem hai chị em bọn họ nhốt ở biệt thự Tinh Vân, cùng anh ta hưởng thụ, làm sao Lê Uy Long có thể không tức sủi bọt mép được đây? Tuy rằng anh cũng chẳng có hảo cảm gì với Chu Lệ Ngọc, nhưng dù thế nào đi nữa Chu Lệ Ngọc vẫn là em vợ của anh. Làm nhục em vợ của anh, cũng là làm nhục Lê Uy Long rồi. Chương 655 video. Từ hình ảnh trong video, Lê Uy Long có thể nhìn thấy Chu Lệ Ngọc liều mạng phản kháng nhưng bị người làm khống chế, giữ chặt lấy cô, bị ép buộc uống rượu giao bôi với Ano, còn người nhà họ Trần thì đứng một bên xem chuyện vui. Nhìn biểu cảm của đám người nhà họ Trần này, Lê Uy Long chắc chắn 100% nhà họ Trần muốn bán nước theo địch, làm việt gian. Nếu không, chiến thần bất bại Ano đến nhà họ Trần bằng cách nào? Nếu không sao người nhà họ Trần còn mở tiệc ăn mừng chào đón chiến thần bất bại Ano, sao người nhà họ Trần lại thờ ơ trước việc Chu Lệ Ngọc phải chịu nhục đến vậy? Tuy rằng Lê Uy Long vẫn luôn chán ghét cô em vợ Chu Lệ Ngọc này, nhưng nhìn thấy cô kiên cường chống đỡ với kẻ như Ano, cô không hề khuất phục, hảo cảm cũng dần tăng lên. Tiếp theo bắt đầu mở ra video thứ hai. Ở video thứ hai, đầu tiên là hình ảnh Chu Lệ Ngọc liên tiếp bị quân địch dùng báng súng đánh vào chỗ hiểm. Tiếp theo là hình ảnh Chu Hoàng Lâm quỳ mạnh xuống mặt đất cầu tình với chiến thần bất bại Ano, cầu xin ông ta buông tha cho Chu Lệ Ngọc. Chu Lệ Ngọc đang ở trong hiểm cảnh bắt Chu Hoàng Lâm phải yên lặng, Hoàng Lâm, không cần em đi cầu xin ông ta. Cho dù chị bị đánh chết đi nữa cũng sẽ không cúi đầu trước kẻ địch. Sau đó, chiến thần bất bại Ano nổi cơn giận lôi đình, cho người đánh cả Chu Hoàng Lâm. Qua một thời gian, Chu Hoàng Lâm nhận được điện thoại của Kim Ngọc. Báo với Kim Ngọc gọi Lê Uy Long tới cứu bọn họ. Tiếp theo đó, Ano cho người tiếp tục đánh mạnh vào người Chu Lệ Ngọc cùng với Chu Hoàng Lâm, đánh cho bọn họ cả người thương tích, cả người đều là máu, bọn họ bị hôn mê bất tỉnh rồi mới dừng tay. Cuối của đoạn video là hình ảnh Ano khiêu khích Lê Uy Long. Lê Uy Long, hiện giờ cô em vợ của anh cùng với cậu em vợ đều đã bị tôi đánh cho chết khiếp, nếu anh không phải kẻ nhu nhược mau đến cứu bọn họ. Vợ của anh Chu Nhược Mai sớm muộn cũng biến thành đồ chơi của tôi thôi. Xem xong video, Lê Uy Long tức muốn sủi bọt mép. Tên Ano dám khiêu khích anh như vậy, Lê Uy Long thực sự bị chọc giận rồi. Anh đường đường là hộ soái bảo vệ đất nước đứng đầu Việt Nam, nếu ngay cả vợ mình cùng với em vợ đều không thể bảo vệ nổi, sao có thể tự xưng là chiến thần được nữa chứ? Mặc dù bây giờ Ano chưa bắt được vợ của anh, Chu Nhược Mai, nhưng ông ta đã có ý định muốn bắt cô ấy. Không thể nhẫn nhịn nữa, thực sự không thể nhịn nữa. Tuy rằng anh đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Chu, nhưng loại quan hệ này không phải nói đoạn tuyệt quan hệ liền có thể đường ai nấy đi, chân ai nấy bước được, dù thế nào đi nữa Chu Lệ Ngọc vẫn là em gái ruột của Chu Nhược Mai, là em vợ của anh. Em vợ của hộ soái bảo vệ đất nước đứng đầu Việt Nam mà lại bị kẻ địch đánh cho ngất đi, hành hạ đến vậy, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng của Chu Lệ Ngọc nữa rồi, nó ảnh hưởng trực tiếp đến mặt mũi của Lê Uy Long. Dù rằng bình thường Chu Lệ Ngọc hay so sánh thế này thế kia, lại còn kiêu ngạo, ương bướng, chỗ nào cũng nhắm đến Lê Uy Long, nhưng đây đều là ân oán cá nhân, hiện tại đất nước mới là trên hết, cô không sợ kẻ địch mạnh, thà chết chứ không chịu khuất phục, còn nói với Hoàng Lâm không được cúi đầu trước kẻ địch. Những điều này đều khiến cho hảo cảm của Lê Uy Long đối với cô tăng vọt. Nếu Chu Lệ Ngọc cứ như vậy chịu khuất phục trước kẻ địch, chắc chắn Lê Uy Long sẽ mặc kệ cô. Nhưng Chu Lệ Ngọc lại biểu hiện cương kiệt, mạnh mẽ không chịu khuất phục trước mặt quân địch, điều này làm cho Lê Uy Long rất phục cô.
Hộ soái Lê, chuyện này, bây giờ ngài định làm thế nào? Trần Kiệt hỏi. Lập một đội cảm tử, đêm nay tôi sẽ đem theo đội cảm tử này đột nhập vào nhà họ Trần, tiến hành một loạt các hành động bí mật, giết chết Ano, cứu Chu Lệ Ngọc ra ngoài. Lê Uy Long nói. Hộ soái Lê định đích thân dẫn dắt đội cảm tử đi cứu Chu Lệ Ngọc sao? Trần Kiệt hết sức ngạc nhiên hỏi. Đúng thế, Chu Lệ Ngọc là em gái ruột của vợ tôi, là em vợ của tôi phải đi cứu cô ấy. Lê Uy Long nói. Lê Uy Long thân là thống soái của một vạn quân, trong lòng luôn mang chí lớn, luôn đại nhân độ lượng, đương nhiên sẽ không so đo chút ân oán cá nhân với Chu Lệ Ngọc. Hiện tại trong lòng của Lê Uy Long, Chu Lệ Ngọc không phải là người ngoài nữa, mà là em vợ của anh. Chương 656 Nhà họ Trần. Lúc này, ở nhà họ Trần. Chiến thần bất bại Ano, bây giờ Chu Lệ Ngọc cùng với Chu Hoàng Lâm đều đã hôn mê bất tỉnh, xử lý bọn họ như thế nào được? Ông Trần nói. Đem hai người bọn họ ra khám thử xem, không để cho bọn họ chết mất. Chiến thần bất bại Ano nói. Rõ, các người nhanh chóng đưa hai người bọn họ vào trong phòng, khám xem thế nào, trông giữ thật nghiêm ngặt. Ông Trần nói với đám người làm. Vâng, đám người làm lập tức tiến lên, cùng hành động đưa Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm kéo vào phòng. Đám người làm này đều đã thấy được đám người làm phía trước chỉ cần có một chút sai lầm liền bị chiến thần bất bại Ano bắn chết, hiện tại không dám chậm trễ một phút giây nào. Khi bọn họ đưa Chu Lệ Ngọc cùng Chu Hoàng Lâm đang hôn mê bất tỉnh vào phòng liền lập tức đóng cửa phòng lại, canh giữ thật cẩn thận bên ngoài cửa. Còn lúc này, chiến thần bất bại Ano đã ăn uống no say, liền dẫn theo vài tên tướng sĩ đến phòng mà người nhà họ Trần chuẩn bị cho ông ta. Sau khi vào phòng, chiến thần bất bại Ano vốn đang ngà ngà say bỗng lạnh lùng, u ám đứng lên, cả người giống như vừa đổi sang một người khác vậy, không còn bộ dáng của thời điểm uống rượu nữa. Trung tướng, vừa rồi ngài khiêu khích Lê Uy Long như vậy, chẳng lẽ không sợ chọc giận đến Lê Uy Long, anh ta sẽ triển khai ám sát ngài sao? Một tướng lĩnh nói, tôi làm như vậy chính là muốn kích động Lê Uy Long, làm cho anh ta mất đi lý trí, bắt đầu hành động một cách lỗ mãng. Chiến thần bất bại Ano nói. Chẳng lẽ trung tướng đã nghĩ ra cách đối phó với Lê Uy Long? Một tướng sĩ khác hỏi. Đúng vậy, Lê Uy Long đường đường là hộ soái bảo vệ đất nước đứng đầu Việt Nam, dụng binh như thần, uy chấn thiên hạ, nhưng chắc chắn anh ta cũng có nhược điểm. Chiến thần bất bại Ano nói. Nhược điểm của Lê Uy Long là gì? Gã tướng sĩ lại hỏi. Nhược điểm của anh ta chính là, anh ta rất dễ xúc động, dễ tức giận. Chiến thần bất bại Ano nói. Trung tướng muốn lợi dụng nhược điểm này của Lê Uy Long, dụ rắn vào hang, khiến cho Lê Uy Long tự đến chịu chết đúng không? Gã tướng sĩ hỏi. Đúng vậy, bằng hiểu biết của tôi đối với Lê Uy Long, nếu anh ta biết được tôi đã làm cho cô em vợ của anh ta nhục nhã đến vậy, nhất định anh ta sẽ liều lĩnh đến đây giết ta, cứu Chu Lệ Ngọc. Chiến thần bất bại Ano nói. Mà tướng đã hiểu rồi, chỉ cần Lê Uy Long dám đến đây, chắc chắn anh ta sẽ phải chết. Tướng sĩ nói. Hiểu được là tốt rồi, lập tức sắp xếp binh mã, mai phục ở xung quanh nhà họ Trần, chỉ chờ Lê Uy Long đến liền lập tức giết chết anh ta. Chiến thần bất bại Ano nói. Rõ, vài tên tướng sĩ đồng thanh nói. Chiến thần bất bại Ano cũng là chiến thần vang danh đất trời của nước Liệp Ưng, đương nhiên không phải kẻ đam mê rượu hay sắc, cũng không phải là người lỗ mãng rồi, vừa rồi ông ta làm nhục Chu Lệ Ngọc, mục đích chính là để chọc giận Lê Uy Long. Ông ta biết rằng, trực tiếp chiến đấu với Lê Uy Long ở trên chiến trường, chính mình không phải là đối thủ của anh ta nên chỉ có thể bày ra mưu kế này, khiến cho Lê Uy Long tự tìm đường chết. Chỉ cần có thể giết được Lê Uy Long, liền giống như chiếm được một nửa nước Việt Nam. Ông ta không định nói rõ mọi chuyện trước mặt người nhà họ Trần để phòng ngừa có kẻ làm lộ bí mật. Tuy rằng người nhà họ Trần đã muốn đầu phục ông ta, nhưng ông ta không hề tin tưởng đám người nhà họ Trần. Đây là hành động cơ mật. Phải đảm bảo cho mọi tình huống được xảy ra chính xác nhất, cho nên vừa rồi vào đến phòng, ông ta mới nói ra kế hoạch của chính mình với các tướng sĩ quen thuộc. Trung tướng, Lê Uy Long cũng là hộ soái bảo vệ đất nước đứng đầu của Việt Nam, là đại tướng của vạn quân, chưa chắc anh ta đã tự mình đến đây cứu Chu Lệ Ngọc. Một tên tướng sĩ nói, cho dù Lê Uy Long không tự mình đến đây, anh ta cũng sẽ đưa một đội quân cảm tử đến, có thể tiêu diệt được một đội quân cảm tử của Việt Nam cũng đã tốt lắm rồi. Chỉ cần tiêu diệt toàn bộ đội quân cảm tử này, chắc chắn Lê Uy Long càng tức giận hơn nữa, sau đó sẽ tự mình tiến đến. Chiến thần bất bại Ano nói. Kế sách này của trung tướng thật tuyệt vời. Một tướng sĩ khen.
Nếu đêm nay Lệ Uy Long không đến, đêm mai chúng ta sẽ treo Chu Lệ Ngọc vào tường, tiến hành các kiểu nhục nhã khác với cô ta, bắt Lệ Uy Long tự mình tiến đến. Chiến thần bất bại Ano còn nói thêm. Biện pháp này của trung tướng thật hay, lúc đó, chắc chắn Lệ Uy Long không thể nhịn nổi nữa mà lao đến đây. Một gã tướng sĩ nói. Các anh nhanh chóng đi mai phục, Ano nói. Rõ, vài tên tướng lĩnh lập tức đi ra khỏi phòng, sắp xếp đội quân mai phục. Lúc này, ở khu vực chiến đấu phía nam, Trần Kiệt cùng toàn thể các tướng lĩnh ở Đà Lạt nghe thấy Lệ Uy Long muốn tự mình dẫn dắt đội quân cảm tử đi cứu Chu Lệ Ngọc, tất cả đều kinh hãi. Hộ soái Lê, người là hộ soái bảo vệ đất nước đứng đầu Việt Nam, không thể mạo hiểm thân mình được. Trần Kiệt nói, đúng vậy, ngài là chỉ huy của vạn quân, sao ngài có thể tự mình xuất binh, xâm nhập vào hang cọp được chứ? Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với ngài, Việt Nam sau này biết dựa vào ai giết địch đây? Xin hộ soái lấy đại cục làm trọng. Vũ Hải cũng nói, nếu ngay cả em vợ của mình tôi cũng không thể cứu được, vậy tôi còn mặt mũi nào để trở thành niềm kiêu ngạo của hộ soái bảo vệ đất nước đứng đầu Việt Nam đây? Bây giờ Chu Lệ Ngọc đang ở trong tay chiến thần bất bại Ano, tôi không thể cứ mặc kệ như vậy, tôi phải tự mình đi cứu cô ấy. Lệ Uy Long nói, hộ soái, xin ngài suy nghĩ kỹ. Chiến thần bất bại Ano là chiến tướng năm sao của nước Liệt Ưng, được gọi là chiến thần bất bại, khẳng định không dễ đối phó như vậy. Ông ta cố tình gửi đến video như vậy là để chọc giận ngài, dụ ngài đi tìm đường chết. Trần Kiệt nói, đúng vậy, hiện giờ một nửa Đà Lạt đã bị quân địch chiếm đóng rồi, chiến thần bất bại Ano chắc chắn sẽ sắp xếp người mai phục cẩn thận, chờ ngài đến tìm đường chết, ngài không thể quá xúc động được. Vũ Hải nói, chẳng lẽ tôi cứ mặc kệ để cho em vợ mình bị Ano làm nhục sao? Lệ Uy Long tức giận nói, người, nhất định chúng ta phải cứu. Nhưng chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn đã, nghĩ ra một phương án vẹn toàn mới có thể hành động. Trần Kiệt nói, đúng vậy, trước tiên chúng ta phải nghĩ một phương án vẹn toàn, không thể tùy ý hành động, nếu không sẽ trúng vào kế sách của Ano. Vũ Hải nói, được rồi, vậy mấy người mau nghĩ cách đi. Lệ Uy Long cũng biết anh nhất thời xúc động, những lời Trần Kiệt và Vũ Hải nói đều vô cùng thuyết phục. Anh tự mình dẫn theo một đội cảm tử, định cứu Chu Lệ Ngọc từ trong tay của chủ soái. Chiến thần bất bại Ano khẳng định vô cùng khó khăn. Chương 657 chờ đợi phương án. Anh cũng biết rằng, Ano là chiến thần bất bại của nước Liệp Ưng, cũng không phải dạng người lỗ mãng, ông ta làm như vậy chắc chắn là để chọc giận anh, khiến anh chui vào đường chết. Vì thế, ngay sau đó Trần Kiệt cùng với Vũ Huy và các tướng lĩnh ở Đà Lạt cùng nhau ngồi xuống nghiên cứu phương pháp đi cứu Chu Lệ Ngọc. Ở việc nghĩ Chu Lệ Ngọc, bởi vì trong lòng của Lệ Uy Long không được bình lặng, tâm đang rối loạn, nên anh không tham gia vào việc nghĩ cách cứu Chu Lệ Ngọc, anh chỉ được chờ bọn họ nghĩ ra một phương án tối ưu nhất. Nhưng mà, cho dù Lệ Uy Long không tham gia vào việc nghiên cứu, tìm cách cứu Chu Lệ Ngọc ra thì anh cũng không hề nhàn rỗi, anh đang không ngừng tìm ra phương án điều binh khiển tướng cho chiến trường tác chiến sau này. Bởi vì lúc này quân địch đang không ngừng tiến công vào phía tây cùng phía bắc của Đà Lạt, chiến dịch chiến đấu đang được diễn ra một cách kịch liệt. Bên trong Đà Lạt, lúc này Phạm Cương vừa mới đưa binh mã của anh ta đến tác chiến ở phía tây Đà Lạt. Luân phiên tác chiến, binh lính của Phạm Cương đã bị thương không ít, rất nhiều người bị trúng đạn. Được đưa đến bệnh viện chữa bệnh. Lúc này, có một đạo quân của địch đột nhiên tiến hành đánh lén bệnh viện ở phía tây thành phố, các tướng sĩ phụ trách bảo vệ bệnh viện Việt Nam lập tức triển khai quyết chiến. Ngay cả thương binh đang nằm trị liệu trên giường bệnh cũng lập tức cầm lấy súng xông ra ngoài, quyết chiến với kẻ địch ở bên ngoài bệnh viện. Quân địch đánh úp bất ngờ vào bệnh viện, các bác sĩ trong bệnh viện nhất thời cảm thấy vô cùng luống cuống. Bởi vì trong lúc này có rất nhiều thương binh cần lập tức tiến hành trị liệu. Nếu rút lui khỏi đây, những người thương binh này có thể sẽ phải bỏ mạng. Tin tức bệnh viện bị đánh úp bất ngờ cuối cùng cũng truyền đến tai của Lệ Uy Long. Lệ Uy Long biết Phạm Cương cũng đang ở ngay bệnh viện phụ cận, liền lập tức liên hệ với Phạm Cương. Phạm Cương à, tôi Lệ Uy Long đây. Lệ Uy Long nói. Hộ soái Lê, ngài đang ở đâu? Phạm Cương nghe thấy Lệ Uy Long tự mình gọi điện thoại đến, anh cảm thấy vô cùng kích động. Hiện tại tôi đang ở Đà Lạt, chỉ huy tác chiến. Lệ Uy Long nói. Cuối cùng hộ soái cũng trở lại rồi, thật tốt quá. Hộ soái có chỉ thị gì, xin phân phó. Phạm Cương biết được Lệ Uy Long đã trở lại, nhất thời cảm thấy có niềm tin to lớn. Hiện tại quân địch đang đánh úp bệnh viện, anh lập tức đưa bộ đội đến ngay bệnh viện. Cần phải bảo vệ bằng được bệnh viện.
Lê Uy Long nói với Phạm Cương. Rõ, hộ soái, Phạm Cương nhận lệnh. Sau đó, Phạm Cương ngay lập tức đưa binh mã của chính mình gấp rút tiến đến bệnh viện. Lúc này, ở bệnh viện, quân lính của quân địch không ngừng tiến về phía bệnh viện, các tướng lĩnh phụ trách bảo vệ bệnh viện đều bị thương vong trầm trọng, sắp không thể giữ được nữa. Quân địch sẽ lập tức tiến vào, chúng ta nhanh chóng chạy đi. Một bác sĩ nói, không thể trốn được, bên trong còn rất nhiều người bệnh bị thương nặng, chúng ta trốn đi, ai sẽ cứu bọn họ đây? Viện trưởng của bệnh viện nói, nhưng mà, hiện tại quân địch tiến vào, tất cả chúng ta đều sẽ chết, chẳng lẽ chúng ta ở đây chờ chết sao? Người bác sĩ kia nói, hiện giờ đâu đâu cũng là quân địch, chúng ta có thể trốn đi đâu chứ? Cho dù chết cũng phải giữ vững cương vị, chết ở bệnh viện của chúng ta. Viện trưởng nói, chúng ta chính là bác sĩ, không phải là quân nhân, tại sao chúng ta phải cùng những quân nhân này đồng sinh cộng tử chứ? Người bác sĩ kia tiếp tục nói, cứu sống mọi người là chức trách của bác sĩ chúng ta, các tướng sĩ này vì bảo vệ tổ quốc, quyết chiến cùng với quân địch nơi tiền tuyến mới bị thương nghiêm trọng, đưa đến đây cho chúng ta chữa trị, sao chúng ta có thể bỏ lại tất cả, mặc kệ bọn họ trốn đi một mình được? Viện trưởng nói, người bác sĩ kia nghe thấy những lời viện trưởng nói hổ thẹn cúi đầu. Sau đó nói, quân địch vô cùng hung tàn, gian dâm, bắt người, cướp của, không chuyện ác nào bọn chúng không làm, bác sĩ nam hãy lưu lại đây, còn các bác sĩ nữ hãy rời đi. Nếu không, các cô ấy bị đám quân địch này bắt đi, nhất định sẽ bị trà đạp, sống không bằng chết. Viện trưởng trầm tư một lúc rồi nói, chuyện này có thể, mau để cho các bác sĩ nữ cùng với nữ hộ lý rút lui khỏi đây trước, các bác sĩ nam thì ở lại cứu người. Lúc này, y tá Tô Thanh Mỹ cũng đang ở trong bệnh viện, đang cố hết sức mình phối hợp với các bác sĩ, cứu giúp thương binh. Tiếng súng nổ càng ngày càng gần bệnh viện. Viện trưởng chạy tới, lớn giọng nói quân địch sẽ nhanh chóng tiến vào bệnh viện, các bác sĩ nam tiếp tục ở lại cứu người, các bác sĩ nữ cùng với nữ y tá nhanh chóng rời khỏi đây. Vì sao các bác sĩ nữ cùng với nữ y tá phải rời khỏi đây trước? Tô Thanh Mỹ không hiểu hỏi thẳng. Bởi vì quân địch không bằng cầm thú. Vô cùng hung ác, nếu các bác sĩ nữ cùng nữ y tá còn ở lại đây, bị bắt vào tay quân địch, nhất định sẽ bị làm nhục, sống không bằng chết. Viện trưởng nói, không có nữ y tá chúng tôi, sao các bác sĩ nam có thể cứu người được? Đúng vậy, chúng tôi thà chết chứ không lùi bước, nếu quân địch tiến vào, chúng tôi liền tự sát. Đúng vậy, cùng lắm là tự sát, tuyệt đối không chịu để rơi vào tay địch. Bệnh viện này không đuổi các nữ y tá, chúng tôi sẽ cùng tồn vong với bệnh viện. Viện quân của chúng ta sẽ nhanh chóng tiến đến đây, các bác sĩ nữ chúng ta không thể chưa lâm trận đã bỏ chạy. Tô Thanh Mỹ cùng các y tá khác, bác sĩ nữ khác thấy chết không ngại, thề cùng tiến cùng lùi, thề cùng sống cùng chết với bệnh viện. Viện trưởng nhìn thấy cảnh các nữ y tá, bác sĩ nữ đều không đồng ý trốn chạy, vô cùng cảm động. Chương 658 tiếng súng bên tai. Mọi người đều là ánh hào quang, mọi người đều đã có quyết tâm thà chết chứ không lùi bước. Vậy thì hãy chuẩn bị dao hoặc kéo cho chính mình, làm tốt công tác tự sát. Viện trưởng nhìn các nữ y tá, nữ bác sĩ quyết tâm, kiên quyết như vậy, cũng không ép buộc các cô phải rời đi. Vì thế, các nữ y tá cùng nữ bác sĩ đều chuẩn bị vũ khí tự sát cho chính mình. Những người bệnh bị trong thương đều có rất nhiều dao, súng, rất nhiều các nữ y tá cùng với bác sĩ nữ đều muốn đặt dao của bọn họ ở bên cạnh, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể tự sát. Nếu không có súng hoặc dao trong tay, bọn họ liền chuẩn bị sẵn dao phẫu thuật hoặc kéo để tự sát. Sau đó, những nữ y tá, nữ bác sĩ lại tiếp tục chữa bệnh cứu người. Lần đầu tiên trong cuộc đời Tô Thanh Mỹ vừa cứu người vừa nghe thấy tiếng súng gần đến như vậy, nhưng cô cũng đã có ý định quyết tử cho tổ quốc quyết sinh rồi, không còn sợ hãi nữa. Đạ Lạt đã rơi vào tay giặc, giám đốc công an thành phố Bình Loan cũng đã gia nhập vào đội quân chiến đấu bảo vệ Đà Lạt. Ở Đà Lạt, tất cả mọi người đều gia nhập quân đội. Tuy rằng trong cục công an thành phố trang bị hữu hạn, sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng bảo vệ Đà Lạt là chức trách của mỗi người, giám đốc công an thành phố Bình Loan cũng quyết chiến với quân địch cùng toàn dân. Lúc này, Bình Loan đang ở gần bệnh viện, chuẩn bị thật tốt chờ quân địch tiến đến. Hội trưởng quận, phía bên kia bệnh viện có tiếng súng, chắc chắn quân địch đã đánh lén bệnh viện. Một người nói, lập tức theo tôi tiến đến bệnh viện. Bình Loan cũng nghe thấy tiếng súng truyền đến từ phía bên kia, lập tức ra lệnh. Rõ, toàn thể công an lập tức chạy theo Bình Loan đến bệnh viện. Lúc này, tại bệnh viện, bởi vì quân trông giữ,
bảo vệ lại bệnh viện cũng không nhiều, mà quân địch lại có chuẩn bị mới đến, đội quân của địch đông gấp mấy lần, quân bảo vệ chỉ giữ vững được một thời gian ngắn mà thôi, không có cách nào ngăn cản quân địch. Một ít quân địch đã vượt qua được phòng tuyến canh gác, tiến vào bên trong bệnh viện bằng các đường khác nhau. Những bác sĩ đang chữa bệnh cho trọng binh nhất thời không biết phải làm thế nào. Các nữ bác sĩ, nữ y tá sợ đến mức tái xanh mặt mày. Đám quân địch xông vào bệnh viện nhìn thấy nhiều bác sĩ, y tá xinh đẹp như vậy, hai mắt đều sáng rực lên, khuôn mặt lộ ra vẻ hung ác. Đánh chết đám bác sĩ nam, bắt sống bác sĩ nữ và y tá. Tên cầm đầu đám địch lạnh lùng nói. Những nữ bác sĩ, nữ y tá cảm thấy tình hình không ổn, đều cầm chắc vũ khí trong tay, chuẩn bị tự sát. Các cô thà chết cũng không chịu nhục. Tô Thanh Mỹ cũng cầm một con dao nhắm vào đầu mình. Hiện giờ chuyện đi tìm đường chết này cô không hề chần chừ, nếu cô tự sát chậm một chút, có thể sẽ rơi vào trong tay quân địch. Một khi rơi vào tay của đám binh lính không bằng cầm thú này, nhất định sẽ chịu đủ sự trà đạp, sống không bằng chết. Đoàng, 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 một trận tiếng súng vang lên. Ngay sau đó vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, quân địch xông vào khu vực này đều ngã xuống. Những bác sĩ nữ, nữ y tá đang định tự sát và những bác sĩ nam đang sẵn sàng bị quân địch giết chết đều sợ ngây người. Lúc này, một cô gái đứng đầu những người công an tiến vào một cách oai hùng, hiên ngang. Cô gái có tư thế oai hùng, hiên ngang chính là giám đốc công an thành phố Bình Loan đưa người tiến đến bệnh viện. Chương 659 giết địch. Nhìn thấy đám quân địch đang có ý định bắn chết các bác sĩ nam trong bệnh viện, giám đốc công an thành phố Bình Loan cùng các công an bên cạnh nhanh chóng đưa ra quyết định, lập tức nổ súng, đem quân tới kết liễu quân địch. Cảnh sát trưởng Bình Loan, sao cô lại ở đây? Tô Thanh Mỹ nhìn thấy Bình Loan dẫn theo các cảnh sát khác tới cứu người, vừa mừng vừa sợ. Tôi nghe thấy phía bệnh viện truyền đến tiếng súng kịch liệt, vội vàng chạy đến trợ giúp. Bình Loan nói, đúng lúc này, lại có một đám quân địch xông tới không ngừng. Nhanh chóng giết địch, Bình Loan không rảnh tán gẫu cùng với Tô Thanh Mỹ, lập tức hô lên, dẫn đầu nổ súng về phía quân địch. Đoàng, 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 đoàng. Bình Loan cùng các cảnh sát khác không ngừng xông tới phía quân địch nổ súng. Ở giữa. Quân địch tiên phong chạy vào không ngờ bên trong bệnh viện lại có cảnh sát đang nổ súng, bọn họ đều bị bất ngờ không kịp phòng thủ, trúng đạn ngã xuống đất. Quân địch theo sau đều giật nảy mình, nhanh chóng tìm nơi che chắn. Bình Loan cùng với các cảnh sát cũng nhanh chóng tìm nơi che chắn, sau đó chiến đấu kịch liệt với quân địch bên ngoài. Mọi người nhanh chạy đi, Bình Loan vừa chiến đấu với địch, vừa nói với các bác sĩ trong bệnh viện. Bệnh viện đã bị quân địch bao vây, chúng tôi không trốn thoát nổi, cũng không định trốn thoát. Tô Thanh Mỹ nói, vậy nhanh chóng tìm nơi trốn đi, hoặc quỳ rạp trên mặt đất. Bình Loan cũng biết rằng quân địch đã bao vây bên ngoài bệnh viện. Các bác sĩ này chắc chắn sẽ không trốn thoát nổi, đành phải nói bọn họ nhanh chóng tìm chỗ trốn. Vừa rồi, thời điểm cô dẫn các cảnh sát tiến vào đã biết rằng bên ngoài bệnh viện đều là quân địch. Cô quen thuộc với địa hình bệnh viện nên mới có thể dẫn cảnh sát tiến vào bằng một đường khác. Những bác sĩ, y tá nhìn thấy đạn không ngừng được bắn vào, đành phải tìm nơi trốn đi, hoặc là trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, phó mặc cho số phận. Lúc này, phụ trách bảo vệ khu vực quân y đã bỏ mạng rồi. Trên cơ bản chỉ có cảnh sát của Bình Loan đối kháng với quân địch mà thôi. Quân địch được trang bị vũ khí, súng ống rất mạnh, mặc dù các cảnh sát phía Bình Loan chiếm được ưu thế về địa hình nhưng cũng dần dần không ngăn nổi quân địch. Không ít cảnh sát bị trúng đạn mà hy sinh. Đội trưởng, quân địch quá đông, súng ống rất mạnh, chúng ta phải nhanh chóng phá vòng vây. Một cảnh sát nói, chúng ta không thể mặc kệ những bác sĩ ở nơi này được, nếu chúng ta phá vòng vây xông ra ngoài. Tất cả bọn họ sẽ bị quân địch giết hại mất. Bình Loan nói. Nhưng mà, nếu chúng ta không đột phá vòng vây, tất cả cảnh sát chúng ta đều sẽ chết trong này. Người cảnh sát kia nói. Cho dù tất cả các cảnh sát chúng ta đều chết ở trong này, không sao, chúng ta sẽ cùng tồn vong với bệnh viện. Bình Loan kiên quyết nói. Ây, không ngờ hội cảnh sát chúng ta vừa mới triển khai trận chiến đầu tiên với quân địch, toàn quân đã bị diệt. Người cảnh sát kia nản lòng, thoái chí nói. Anh đừng ủ rũ như vậy, nhất định sẽ có viện quân đến giúp chúng ta cố gắng giữ vững thêm một lúc, quân chi viện bên mình sẽ nhanh chóng đến thôi. Bình Loan cũng không biết viện quân có xuất hiện hay không, nhưng khi quân bên mình đã mất ý chí chiến đấu, cô cũng chỉ có thể dùng viện quân để khích lệ tinh thần bọn họ một chút.
Những cảnh sát này cũng không tin tưởng lời nói của Bình Loan, nhìn thấy quân địch bao quanh tứ phía, hiện giờ tiến lùi đều là đường chết, đánh liều chết sống mái một phen với quân địch. Chỉ cần giữ thêm một lúc, không biết chừng sẽ có viện quân đến giúp thì sao. Trong bệnh viện các bác sĩ đang cầm súng, nhìn thấy những cảnh sát đang quyết chiến với quân địch, bọn họ cũng không muốn ngồi chờ chết nữa, bọn họ hướng về phía quân địch nổ súng. Đúng lúc này, Phạm Cương đem theo đội quân của mình dùng toàn lực chạy tới bệnh viện, từ xa đã nghe thấy tiếng đấu súng kịch liệt phát ra từ phía bệnh viện. Nhanh, nhanh, tốc độ di chuyển nhanh lên, tới trợ giúp bệnh viện. Phạm Cương lo lắng hét lớn. Chương 660 tôi liều mạng. Nghe được mệnh lệnh của Phạm Cương, đội quân của anh di chuyển gấp rút, tiến đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc này ở bệnh viện. Đoàng, đoàng, đoàng. Chát chát chát. Phía bệnh viện vang lên tiếng súng rồn rập, kịch liệt. Bình Loan cùng với các cảnh sát của cô chiến đấu hăng hái, cả người đẫm máu vẫn quyết chiến, càng ngày càng có nhiều cảnh sát bị bắn trúng người. Những bác sĩ cùng y tá đều không trải qua huấn luyện, bắn súng cực kém, không bắn trúng nổi một tên địch. Ngược lại, có bác sĩ còn bị quân địch bắn trúng, hy sinh ngay lập tức. Đội quân của quân địch càng ngày càng rông, tình thế rơi vào nguy hiểm. Đội trưởng, cô nói sẽ có viện quân tới cứu, sao đến bây giờ viện quân còn chưa tiến đến vậy? Một cảnh sát lo lắng hỏi. Cố gắng kiên trì thêm một lúc nữa, chắc chắn quân đội của chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ, bọn họ sẽ nhanh chóng đến thôi. Bình Loan nói. Chúng ta đã hy sinh không ít đồng chí rồi, quân địch càng ngày càng mạnh, nếu viện quân còn không đến nữa, toàn quân chúng ta sẽ bị diệt mất. Người cảnh sát kia nói. Đoàng, đoàng, đoàng. Đoàng, đoàng, đoàng. Trận chiến vẫn diễn ra một cách kịch liệt. Một lúc sau, quân địch đã bắt đầu chen chúc tiến vào bên trong. Liều mạng với bọn họ, Bình Loan thấy quân địch mạnh mẽ tiến vào, chỉ có thể tiến đến tác chiến gần, lập tức vọt lên dẫn đầu. Những cảnh sát khác cũng xông lên, triển khai cận chiến. Những bác sĩ, y tá nhìn thấy Bình Loan và các cảnh sát khác tiến lên cận chiến, bọn họ vô cùng sợ hãi, lại không thể giúp đỡ được gì. Một ít bác sĩ, hộ sĩ lại bắt đầu chuẩn bị tự sát. Đoàng, đoàng, bốp, Bình Loan bắt đầu đánh võ, không ngừng đánh về phía quân địch. Quân địch bị Bình Loan đá trúng mặt không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bình Loan từng ở thung lũng Ngạc Na, một mình chiến đấu với mấy nghìn con hổ, võ nghệ của cô rất tốt. Đám quân địch tuy rằng cũng được trải qua huấn luyện, nhưng không phải tất cả đều giỏi, Bình Loan vẫn có thể đối phó được. Chiến một lúc, Bình Loan cướp được một lưỡi dao trên súng. Có lưỡi dao này trong tay, Bình Loan giống như hổ mọc thêm cánh. Cô nhanh chóng dùng lưỡi dao giết địch, quân địch bị giết gào khóc thảm thiết. Nhìn thấy Bình Loan mạnh mẽ phi thường đến vậy, những cảnh sát khác kinh ngạc vô cùng, tất cả lấy lại tinh thần anh dũng giết địch. Những tên địch tiến vào đầu tiên đều bị Bình Loan cùng các cảnh sát giết chết. Các bác sĩ, y tá đã chuẩn bị tốt, sẵn sàng tự sát rồi. Không ngờ Bình Loan cùng các cảnh sát có thể giết chết tất cả quân địch tiến vào. Các cô nhìn thấy Bình Loan anh dũng huy hoàng đến vậy, cảm thấy có tia hy vọng rồi, không vội tự sát nữa mà nhìn xem mọi chuyện sẽ như thế nào. Nhưng mà, quân địch thực sự quá đông, giống như che già măng mọc vậy. Bình Loan có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng không thể cứ như vậy đối đầu với đám quân địch đang không ngừng tiến vào. Đám quân địch này cũng không hề giống với những con hổ ở thung lũng Ngạn Na. Đám quân địch này đều đã trải qua huấn luyện binh lính vô cùng nghiêm khắc. Chỉ một lúc sau, Bình Loan liền rơi vào thế khó. Trong quá trình chiến đấu, trên người Bình Loan cũng có không ít vết thương rồi. Một số cảnh sát cũng bị quân địch giết chết. Bây giờ Bình Loan bị quân địch bao vây tứ phía, bên trái bên phải đều có địch, không thể xông ra khỏi lớp bao vây này. Mọi chuyện càng ngày càng nguy hiểm hơn, các bác sĩ cùng y tá bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Đều muốn trước khi bị quân địch bắt tự sát cho xong. Chương 661 cứu viện. Tô Thanh Mỹ cũng lấy súng nhắm vào ngay đầu của mình, nhắm hai mắt lại, không chút do dự mà giữ lấy cò súng. Ầm ầm bịch, đùng đùng đùng. Ngay tại khoảnh khắc mảnh chỉ treo chuông, các nữ bác sĩ và nữ hộ sĩ chuẩn bị tự sát, bên ngoài bệnh viện đột nhiên vang lên một trận tiếng súng kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết cũng đều vang lên. Tất cả những nữ bác sĩ, nữ hộ sĩ đều sửng sốt, không biết vì sao lại như thế. Mà Tô Thanh Mỹ vốn đã muốn bóp cò súng rồi, nhưng lại phát hiện ra súng của mình cũng không hề vang lên, chỉ có một thanh âm răng rắc xuất hiện. Đầu của cô ấy cũng không hề có lỗ đạn.
Cô ấy nhất thời sửng sốt, nghĩ thầm rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật ra đó là vì cô đã bắn hết toàn bộ đạn, nên trong súng đã không còn viên nào nữa. Nếu không ban nãy cô đã đầu nở hoa, tự sát hy sinh cho Tổ quốc. Cứu viện của chúng ta đến rồi. Bình Loan đột nhiên kích động la to. Cô ấy nghe thấy bên ngoài bệnh viện đột nhiên vang lên tiếng súng, hơn nữa còn nghe được tiếng kêu thảm thiết của kẻ địch, chỉ biết là quân cứu viện đã đến. Những hộ pháp đang chiến đấu hăng hái đẫm máu với kẻ địch nghe được tiếng la to của Bình Loan, nhất thời tinh thần lên cao, càng thêm anh dũng giết địch. Đoàng đoàng đoàng. A a a. Quân của Phạm Cương điên cuồng bắn phá quân địch ở bên ngoài bệnh viện, khiến kẻ địch ngã xuống từng tốp lớn. Có một số kẻ địch chỉ mới xoay người lại, còn chưa kịp nổ súng thì đã trúng đạn bỏ mình. Trong chốc lát, kẻ địch ở bên ngoài bệnh viện đã bị binh mã tiêu diệt. Phạm Cương vừa thấy kẻ địch chưa bị giết đã gần như lao vào trong bệnh viện, bèn ra lệnh binh sĩ vọt vào bên trong. Binh mã của anh ta lập tức theo sát mà vọt vào bên trong bệnh viện. Vào bên trong bệnh viện rồi, Phạm Cương đã thấy ngay Bình Loan và một số hộ pháp đang triển khai trận chiến máu thịt với kẻ địch. Có rất nhiều nữ bác sĩ và nữ hộ sĩ dùng súng nhắm vào đầu mình, chuẩn bị nổ súng tự sát. Thấy tình hình như thế, Phạm Cương không dám để cho binh sĩ của mình nổ súng nữa. Nếu lại nổ súng, chắc chắn sẽ có thể làm người nhà bị thương. Vì thế, Phạm Cương lại xông lên trước, dùng đao không ngừng bao vây công kích kẻ địch với Bình Loan và những hộ pháp. Quân lính của anh ta tất nhiên cũng biết không thể tiếp tục nổ súng trong tình hình thế này cũng bắt đầu vật lộn với kẻ địch. Phạm Cương thân là chiến tướng 3 sao, dũng mãnh thiện chiến, thực lực cao hơn Bình Loan rất nhiều, chém giết kẻ địch một loạt như bổ dưa thái rau. Minh Đao cũng anh ta cũng không nhàn rỗi, sau đó một loạt chém giết kẻ địch. Kẻ địch bị công kích hai mặt trước sau, nhất thời bị loạn thành một đoàn. Mấy nữ bác sĩ và nữ hộ sĩ chuẩn bị nổ súng tự sát thì nhìn thấy thật sự có viện quân tới cứu, tất cả đều mừng rỡ, đều ngừng không tự sát nữa. Bình Loan nhìn thấy vị tướng lĩnh chiến tướng 3 sao Phạm Cương đưa binh lính đến cứu, nhất thời tinh thần đại chấn, cả người tràn ngập sức mạnh, càng thêm anh dũng giết địch. Hai vị cao thủ là Phạm Cương và Bình Loan lần đầu tiên liên thủ giết địch, hai người nội ứng ngoại hợp, khiến kẻ địch bị giết đến gào khóc thảm thiết, máu thịt bay tứ tung. Chương 662 kế hoạch. Chỉ trong chốc lát, những quân địch đến đánh lén bệnh viện đã bị Phạm Cương và Bình Loan liên thủ tiêu diệt. Hội trưởng Bình Loan, vì sao cô lại ở bệnh viện vậy? Lúc này Phạm Cương mới có thời gian để nói chuyện với Bình Loan. Ban nãy tôi nghe được tiếng súng rất to truyền đến từ trong bệnh viện, tôi liền đưa hộ pháp chạy đến giúp đỡ. Bình Loan trả lời. Thì ra là như vậy, may mà anh đến đúng lúc, nếu không đợi lúc chúng tôi đi vào rồi, thì đã gần như quá muộn. Phạm Cương nói. Vậy tại sao anh lại đi vào đây? Bình Loan hỏi. Tôi nhận lệnh chạy đến giúp đỡ. Phạm Cương nói. Nhận lệnh từ ai? Bình Loan lại hỏi. Theo mệnh lệnh của Hổ Soái Lê. Phạm Cương trả lời. Hổ Soái Lê. Hổ Soái Lê là chỉ Lê Uy Long. Phạm Cương đã biết Lê Uy Long là Hổ Soái, nên đoán được là anh ấy. Đúng vậy, trừ Lê Uy Long ra, ở Việt Nam còn có Hổ Soái nào họ Lê nữa. Phạm Cương cũng đã biết thân phận Lê Uy Long được công bố cho mọi người rồi, không cần phải giấu giếm thêm nữa. Bây giờ Lê Uy Long đang ở đâu? Bình Loan lại hỏi. Hổ Soái Lê đã gần đến chiến vực phía Nam rồi, tự mình chỉ huy chiến dịch ở biên giới phía Nam. Phạm Cương trả lời. Không ngờ Hổ Soái Tiêu này lại giấu giếm kỹ càng như vậy. Đường đường là một Hổ Soái bảo vệ đất nước của Việt Nam, vậy mà cam lòng đến làm một người đàn ông ở rể, tiếp tục chịu nhục, vậy mà anh ta thật sự có thể chịu được. Bình Loan cảm thán nói. Lúc này, những bác sĩ và hộ sĩ sống sót sau tai nạn nhìn thấy kẻ địch đã gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Liền đến cứu giúp những người ban nãy bị thương do trúng đạn. Trong trận chiến vừa rồi đã có rất nhiều hộ pháp và bác sĩ bị thương, có một số đã đến lúc gần đất xa trời, nhưng cũng có vài người bị thương nặng nhưng vẫn cứu giúp được. Nhìn thấy nhiều sự hy sinh của đồng nghiệp như thế, bác sĩ, hộ pháp đều đau khổ vô cùng, thậm chí có người đang khóc rất thương tâm. Tất cả mọi người đừng khóc, đây là chiến tranh sẽ luôn có người có thể hy sinh, chúng ta phải hóa đau thương thành sức mạnh. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đuổi kẻ xâm lược ra khỏi Việt Nam của chúng ta. Bình Loan nói. Hội trưởng Bình Loan, quân địch đã gần như chiếm lĩnh một nửa thành trì ở phía Nam rồi, lúc nào chúng ta mới có thể đuổi được kẻ xâm lược ạ? Tô Thanh Mỹ hỏi. Chuyện này tôi cũng không rõ ràng, tôi nghĩ hẳn là cũng không cần nhiều thời gian nữa đâu. Bình Loan cũng có chút hoang mang, quân địch đã công phá thành phía Nam rồi,
một đường thế như trẻ tre, chỉ cần dùng chưa đến thời gian một ngày, đã có thể chiếm lĩnh một nửa thành trì phía nam. Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là đuổi được kẻ địch đi, có thể bảo vệ được một nửa tòa thành phía nam đã là khó khăn lắm rồi. Mọi người không cần nản lòng, hiện tại Hổ Soái Lê, chiến thần hàng đầu của Việt Nam chúng ta đã gần đến được chiến vực phía nam. Chỉ cần Hổ Soái Lê trấn giữ biên giới phía nam, tự mình chỉ huy chiến dịch này, kẻ địch rất nhanh sẽ bị đuổi ra ngoài thôi, hoặc là bị tiêu diệt toàn bộ. Phạm Cương thấy có nhiều người không còn hy vọng như vậy bèn nói. Tô Thanh Mỹ nghe được những lời ban nãy của Phạm Cương, vô cùng sùng bái Lê Uy Long. Tuy là thời gian cô ấy ở cùng với Lê Uy Long không nhiều lắm, nhưng người ta là mối tình đầu của cô đã sớm bị nhân cách mị lực của Lê Uy Long hấp dẫn thật sâu. Bây giờ cô biết được Lê Uy Long là hổ soái hộ quốc oai phong một cõi của Việt Nam, lòng càng thêm chấn động. Lúc này di động của Phạm Cương lại đột ngột vang lên, là Lê Uy Long gọi đến. Phạm Cương vừa nhận điện xong thì đứng bật dậy, hổ soái, có chỉ thị gì ạ? Tình hình chiến đấu của bệnh viện như thế nào? Lê Uy Long vẫn lo lắng cho an nguy của bệnh viện, vậy nên vội vã gọi điện thoại lại đây hỏi một chút. Chiến đấu đã xong cả rồi, chúng ta tiêu diệt hết toàn bộ địch. Phạm Cương trả lời. Nhanh như thế đã tiêu diệt hết toàn bộ địch, không tồi. Tiêu Uy Long tán thưởng nói. Có thể tiêu diệt hết kẻ địch nhanh như vậy, chủ yếu là nhờ có hội trưởng Bình Loan dẫn dắt hộ pháp bảo vệ bệnh viện. Sau khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi đã nội ứng ngoại hợp với nhân mã của hội trưởng Bình Loan, giết địch khiến chúng trở tay không kịp. Phạm Cương không dám một mình kể công, nói ra chuyện Bình Loan đã đưa hộ pháp đến thủ vững bệnh viện. Vậy mà Bình Loan lại đưa các hộ pháp đến tham gia chiến đấu. Lê Uy Long có chút kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy. Nếu không phải nhờ hội trưởng Bình Loan xung phong dẫn người đến bảo vệ bệnh viện, đợi đến lúc chúng tôi đuổi đến rồi, bệnh viện đã gần như rơi vào tay giặc. Phạm Cương trả lời. Bình Loan kia quả nhiên là một nhân tài. Lê Uy Long nói. Đúng vậy, lúc trước ở trận chiến thung lũng Ngạc Na, hội trưởng Bình Loan cũng đã thể hiện ra sức chiến đấu to lớn. Ở trận chiến đó, anh ấy cũng đã bày ra sự anh dũng thiện chiến một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Phạm Cương nói. Tôi sẽ khen thưởng cho cô ấy. Lê Uy Long nói, hổ soái, tuy là chúng tôi đã tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, nhưng quân coi giữ bệnh viện của chúng ta cũng gần như bỏ mình hết rồi, lại có không ít bác sĩ và hộ pháp đã hy sinh. Bọn kẻ địch kia thật sự rất đáng căm hờn. Phạm Cương bảo, tôi sẽ để tất cả bọn chúng phải trả một cái giá thật đắt. Lê Uy Long hung hăng mà nói, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào đây? Phạm Cương hỏi, mọi người đóng ở bệnh viện, bảo đảm sự an toàn cho bệnh viện. Lê Uy Long nói, dạ, lúc này, ở chiến vực phía nam, Trung tướng Trần Kiệt, Vũ Hải đã cập đến chiến vực phía nam, đã bàn bạc ra được cách cứu viện hợp lý để giải thoát Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm. Phương án mà bọn họ đã nghiên cứu được chính là bố trí binh lực đến từ chiến thần bất bại Ano của tổ đặc công xe đầu ở bên ngoài nhà họ Trần, sau đó dùng đạn đạo thực thi tinh chuẩn đả kích, tiêu diệt những kẻ địch kia. Tiếp theo họ, lại phái ra một đội binh lính, ngăn chặn viện quân của kẻ địch. Lại phái thêm một đội cảm tử chạy đến nhà họ Trần, giải cứu Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm. Lê Uy Long nghe xong phương án cứu viện này, cảm thấy không tệ, bèn đồng ý. Chương 663 chiến lược. Phương án của hai người thật hoàn hảo, cho thông qua phương án rồi chấp hành đi. Lê Uy Long nói. Hổ Soái Lê, đội cảm tử là phần quan trọng nhất, có thành công cứu được cô hai họ Sở ra không, tổng phải xem đội cảm tử. Anh cảm thấy ai xem như thích hợp lãnh trọng trách điều động đội cảm tử này. Để cho Hà Ngọc Lan dẫn đội đi, Lê Uy Long nói. Hà Ngọc Lan hiểu rõ năng lực tác chiến, Lê Uy Long biết điều này. Tuy cô ấy không thích hợp chiến đấu trong những chuyện lớn nhưng sẽ am hiểu cách thực hiện nhiệm vụ đặc thù có quy mô nhỏ như thế này. Nhưng mà Hà Ngọc Lan là đội trưởng chiến đội đặc biệt, hiện chiến đội đặc biệt của cô ấy cũng không ở biên giới phía Nam. Để cô ấy dẫn một đám người cổ không quen biết cùng chiến đấu trong nhiệm vụ đặc thù thế này, liệu cô ấy có tạo ra được sự ăn ý với các chiến hữu hay không? Trần Kiệt lo lắng hỏi. Vậy để chiến đội đặc biệt Phượng Hoàng của cô ấy đi từ biên giới phía Tây đến, để cô ấy đưa theo đội hữu quen thuộc của mình, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ lần này. Lê Uy Long trả lời. Nhưng mà bây giờ nhiệm vụ khẩn cấp, chiến đội đặc biệt Phượng Hoàng chạy từ biên giới phía Tây đến, cũng phải tốn một chút thời gian, chỉ sợ là không kịp nữa. Trần Kiệt bảo, đi máy bay đến đây, là cũng không cần bao lâu. Phòng ngự trinh sát quân địch do tổ đặc công xe đầu cũng cần có thời gian nhất định. Đợi đặc công tổ trinh sát từ xe đầu bố phòng xong rồi,
chiến đội đặc biệt Phượng Hoàng vừa lúc đến biên giới phía nam. Lê Uy Long nói, hợp lý, vậy cứ làm theo lời hổ soái Lê nói đi. Trần Kiệt bảo, Ano đã khống chế Chu Lệ Ngọc, chính là nghĩ muốn chọc giận tôi, để tôi đi cứu. Chu Lệ Ngọc sẽ tạm thời không có nguy hiểm gì đâu, chúng ta không cần vội vã hành động. Đợi sắp xếp xong tất cả rồi, chúng ta lại hành động cũng không muộn. Lê Uy Long nói, đúng vậy, hổ soái Lê nói thế là tốt rồi, tôi chỉ sợ anh sốt ruột. Trần Kiệt bảo, Lê Uy Long, sau khi tôi tỉnh táo lại, tôi đã nghĩ rõ ràng rồi, không vội. Được, anh đã nói vậy thì tôi an tâm. Hổ soái Lê cảm thấy binh mã từ đây phụ trách ngăn cản kẻ địch có bằng viện quân của địch không? Trần Kiệt lại hỏi. Ano biết được số binh lực do anh ta bố phòng bị tiêu diệt, nhất định có thể cảm nhận được nguy hiểm, phái ra một số lượng lớn binh mã đến tiếp viện. Ngăn chặn viện quân của kẻ địch, nhiệm vụ này quá nặng, chỉ có thể để dũng sĩ từ binh đoàn của tôi đến hoàn thành. Lê Uy Long trả lời. Dũng sĩ trong sư đoàn của anh là binh mã dòng chính, anh biết rõ sức chiến đấu của những dũng sĩ sư đoàn này, vậy nên muốn giao trọng trách kia cho dũng sĩ sư đoàn thực hiện. Được, có dũng sĩ sư đoàn của hổ soái Lê xuất quân nhất định có thể mã đáo thành công. Trần Kiệt nói, nghĩ cách cứu thoát Chu Lệ Ngọc là chuyện nhỏ, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng, tất cả đều làm từ đại cục. Trọng điểm của chúng ta là làm thế nào để phá hủy kẻ địch từ nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng. Lê Uy Long lạnh lùng nói, chẳng nhẽ hổ soái đã có thượng sách gì phá địch rồi sao? Đúng vậy, hiện tại chúng ta đã điều binh khiển tướng, phòng thủ thành Tây và thành Bắc. Tiếp theo, chính là phải làm cách nào để toàn bộ địch đi vào và bị tiêu diệt bên trong thành Nam. Lê Uy Long trả lời, quân địch đã gần như đổ bộ vào Đà Lạt, cứ cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào Đà Lạt, chúng ta phải làm thế nào để tiêu diệt hết bọn chúng? Trần Kiệt hỏi. Hiện tại địch ở biên giới phía đông đã gần như rút lui, lập tức cho chiến hạm biên giới phía đông xuất phát, nhanh chóng đến biên giới phía nam ngăn chặn tiếp viện của kẻ địch tiếp tục tiến vào hải vực phía nam. Còn nữa, chặt đứt đường lui của quân địch đi vào Đà Lạt, cô lập bọn chúng. Lê Uy Long nói, chiến lược thiết tưởng của hổ soái Lê nghe thì rất hay, nhưng đàn chiến hạm của biên giới phía đông đi vào biên giới phía nam cũng không nhất định có thể ngăn cản quân địch. Chiến hạm ở biên giới phía nam của chúng ta đã gần như liên thủ với chiến hạm của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng, gần như xuống thế hạ phong. Số chiến hạm của biên giới phía đông không mạnh hơn số chiến hạm của biên giới phía nam bao nhiêu. Sau đó, Trần Kiệt nói tiếp, hơn nữa, hiện tại kẻ địch của biên giới phía đông mới lui đi, thế cục còn chưa đủ ổn định, nếu điều động số chiến hạm ở biên giới phía đông, tôi lo là nước Dẫn Lao và nước Cự Hùng sẽ lại đụng đến biên giới phía đông. Nếu ta để chiến hạm của biên giới phía đông qua lại Bôn Ba, vậy cũng không tốt. Lời của anh cũng rất hợp lý. Đúng là không ổn, vậy vận dụng đạn đạo với uy lực thật lớn, phá hủy chiến hạm địch. Lê Uy Long nói, nếu vận dụng đạn đạo có uy lực thật lớn, các quốc gia trên thế giới có thể xem nước Việt Nam chúng ta là địch, hậu quả sẽ không hề tưởng tượng nổi. Trần Kiệt nói, sự hướng dẫn của chúng ta, chiến hạm địch một mình tiến vào hải vực phía nam của chúng ta. Lại không đụng đến lãnh thổ quốc gia họ, thì trên quốc tế cũng không làm gì được chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta có thể nói là, thí nghiệm đạn đạo mới. Ở hải vực của chính chúng ta, thí nghiệm đạn đạo mới của chúng ta, đó không phải cái gì đáng trách. Lê Uy Long nói, hay lắm, thủ đoạn kiên cường vào dầu hy sinh của hổ soái Lê, tôi đây thật sự bội phục. Trần Kiệt cũng tán thành, kẻ địch tấn công Đà Lạt liên tiếp, tàn sát người dân của nước Việt Nam ta, trà đạp phụ nữ Việt Nam ta. Phải tiêu diệt toàn bộ kẻ địch dám xâm phạm này bên trong Đà Lạt, mới giải được mối hận trong lòng tôi. Lê Uy Long nói thật lớn. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao hổ soái Lê có thể trở thành hổ soái hộ quốc giỏi nhất Việt Nam rồi. Trần Kiệt nói. Chương 664 sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Tại sao? Lê Uy Long hỏi. Vì anh đủ mạnh mẽ, cũng đủ ngang ngược. Trần Kiệt nói. Được rồi, đừng nịnh nọt tôi nữa, mau sắp xếp cho xong đi. Lê Uy Long nói. Dạ, Trần Kiệt lập tức truyền đạt lại mệnh lệnh của Lê Uy Long cho thủ tướng của biên giới phía Tây là Từ Tiêu, để biên giới phía Tây bên kia phái ra đội đặc công Phượng Hoàng, lái máy bay chiến đấu bay đến biên giới phía Nam, chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Thủ tướng của biên giới phía Tây là Từ Tiêu nhận được mệnh lệnh, lập tức phái đội đặc công Phượng Hoàng ra, cho bọn họ lấy máy bay chiến đấu, bay suốt đêm đến biên giới phía Nam. Tất cả thành viên của đội đặc công Phượng Hoàng đều là những chiến binh đặc công nữ, mà Hà Ngọc Lan là nữ đội trưởng của đội đặc công Phượng Hoàng. Đội đặc công này vẫn luôn do Hà Ngọc Lan dẫn dắt,
từng chấp hành vô số nhiệm vụ nguy hiểm thập tử nhất sinh, chưa từng thất bại bao giờ. Phương án chiến lược đã được quyết định rồi, Lệ Uy Long nói với các tướng lĩnh của thành phố Đà Lạt, bây giờ thành phố Đà Lạt đang ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, tôi muốn tự mình lao đến thành phố Đà Lạt trấn giữ, chỉ huy các tướng sĩ chiến đấu, tranh thủ sớm ngày tiêu diệt quân địch trong thành phố Đà Lạt. Các tướng sĩ nghe thấy Lệ Uy Long nói như vậy, cũng chấn động. Lê Hổ Soái, bây giờ có nửa thành phố Đà Lạt đã rơi vào tay địch, anh không thể đi đến thành phố Đà Lạt mạo hiểm như vậy được. Đúng, anh là thống soái của vạn quân, hẳn phải ở lại trấn giữ khu vực chiến đấu phía nam của chúng ta không thể không có anh được. Quân địch có thể đánh tan thành phía tây và phía bắc bất cứ lúc nào, anh đến thành phố Đà Lạt quá nguy hiểm, không thể đi được. Mọi người đều rối rít khuyên ngăn. Các anh không cần khuyên nữa, ý tôi đã quyết rồi. Ano và Taylor cũng là thống soái của quân địch, bọn họ cũng là thống soái của quân địch, bọn họ đều có thể tự mình đến thành phố Đà Lạt, tôi thân là hổ soái bảo vệ đứng đầu Long Quốc, tại sao lại không thể? Lệ Uy Long nói. Nghe thấy Lệ Uy Long hỏi như vậy, tất cả các tướng lĩnh đều nghẹn lời không trả lời được. Lệ Uy Long nói không sai, bây giờ quân địch cũng mới chiếm được một nửa thành phố Đà Lạt, nhưng mà chủ soái Ano và Taylor của bọn họ cũng đều bước vào thành phố Đà Lạt cả rồi. Ano được xưng tụng là chiến thần bất bại, Taylor được mệnh danh là chiến thần vô địch, còn Lệ Uy Long tôi là chiến thần Thiên Long, lần này tôi sẽ phân định cao thấp với bọn họ ở thành phố Đà Lạt. Lệ Uy Long nói, nếu Lê Hổ Soái cố tình muốn đến thành phố Đà Lạt trước, Trần tôi bằng lòng đi theo anh. Trần Kiệt nói, không cần, anh là Hổ Soái Trấn Nam, nhất định phải trấn giữ khu vực chiến đấu phương Nam. Lệ Uy Long nói, anh là Hổ Soái bảo vệ đứng đầu Long Quốc. Cũng có thể dấn thân vào nguy hiểm, tự mình đi đến thành phố Đà Lạt, tôi chỉ là hổ soái Trấn Nam, tại sao lại không thể chứ? Trần Kiệt nói, nếu anh cũng rời khỏi khu vực chiến đấu phía Nam, khu vực chiến đấu Đà Lạt sẽ giống như một đám rồng không đầu, ai sẽ chịu trách nhiệm điều hành? Khu vực chiến đấu phía Nam không thể không có anh được. Lệ Uy Long nói, được rồi, vậy tôi nghe lời anh, ở lại khu vực chiến đấu phía Nam. Trần Kiệt nghe thấy Lệ Uy Long nói như vậy. Đành phải bằng lòng ở lại khu vực chiến đấu phía Nam. Tiếp theo, Trần Kiệt lại hỏi, anh định bao giờ sẽ đến thành phố Đà Lạt? Các tướng lĩnh đang chiến đấu đẫm máu với quân địch ở thành phố Đà Lạt, bây giờ tôi đi luôn. Lệ Uy Long nói, vậy tôi phái người hộ tống anh đến thành phố Đà Lạt. Trần Kiệt nói, không cần, tôi dẫn theo sư đoàn hổ bí của tôi đi đến thành phố Đà Lạt trước, đợi thực hiện được hành động nghĩ cách cứu viện Chu Lệ Ngọc. Sẽ dễ dàng để đoàn quân hổ soái đi ngăn chặn quân cứu viện của địch. Lệ Uy Long nói, nếu đã như vậy, Lê Hổ Soái cẩn thận nhiều hơn, sau này chúng ta gặp lại. Trần Kiệt nói, sau này gặp lại, Lệ Uy Long nói xong, đi ra khỏi phòng chỉ huy của khu vực chiến đấu phía Nam. Chương 665 rơi vào tay địch. Rơi vào tay địch. Trần Kiệt, Vũ Hải và các tướng sĩ khu vực chiến đấu phía Nam, nhìn thấy Lệ Uy Long sắp đi. Đều rối rít đi theo ra ngoài đưa tiễn anh. Sở dĩ Lệ Uy Long phải rời khỏi khu vực chiến đấu phía Nam, tự mình đến chỉ huy thành phố Đà Lạt, thật ra cũng có nguyên nhân không thể nói ra. Anh cảm thấy trong phương án cứu viện Chu Lệ Ngọc này, nếu đã phải xông vào nhà họ Trần cứu người, anh nghĩ nên thuận tay giết chết Ano luôn. Anh muốn tự mình dẫn dắt đội đặc công Phượng Hoàng bước vào nhà họ Trần, quyết một trận sống mái với Ano. Nhưng mà... anh không thể nói ra kế hoạch hành động của mình cho Trần Kiệt, Vũ Hải và các tướng lĩnh cao cấp khu vực chiến đấu phía Nam được. Bởi vì, nếu nói với bọn họ kế hoạch của mình, nhất định bọn họ sẽ lại nói mình thân là thống soái vạn quân, không thể tự đặt mình vào nguy hiểm, ngăn cản hành động của mình. Vì vậy, Lệ Uy Long mượn danh nghĩa trấn giữ chỉ huy thành phố Đà Lạt, sau đó dẫn dắt Hà Ngọc Lan và đội đặc công Phượng Hoàng chém giết xông vào nhà họ Trần cứu người, đồng thời giết chết chủ soái Ano của quân địch nước Liệp Ưng. Mặc dù anh là hổ soái bảo vệ đứng đầu Long Quốc, có quyền quyết định tuyệt đối, nhưng lại sợ bị những tướng lĩnh kia ngăn cản. Chỉ cần đến thành phố Đà Lạt, bất kỳ hành động gì của mình đều sẽ không có ai biết được, cũng sẽ không bị ai ngăn cản. Sư đoàn hổ bí của tôi từ biên giới phía Tây trang bị nhẹ nhàng đi máy bay đến biên giới phía Bắc, sau khi đánh lui quân địch ở biên giới phía Bắc, lại đi máy bay đến biên giới phía Nam, không trang bị xe tăng, xe bọc thép gì hết. Bây giờ lại sắp lao đến chiến trường thành phố Đà Lạt rồi, đến phân phối đủ vũ khí trang bị cho bọn họ. Lệ Uy Long vừa ra khỏi phòng chỉ huy vừa nói với Trần Kiệt bên cạnh. Chuyện này là đương nhiên, anh là thống soái của vạn quân, tất cả đều do anh quyết định,
tất cả trang bị vũ khí của khu vực chiến đấu phía nam đều tùy anh sử dụng. Trần Kiệt nói. Lúc này, Lệ Uy Long đã đi ra khỏi phòng chỉ huy. Hà Ngọc Lan và các hộ vệ cũng đang đứng bên ngoài phòng chỉ huy đợi Lệ Uy Long. Đi theo tôi về thành phố Đà Lạt, Lệ Uy Long nói với Hà Ngọc Lan và các hộ vệ. Vâng, Hà Ngọc Lan và các hộ vệ đều đồng thanh nói. Bọn họ đều có nhiệm vụ bảo vệ Lệ Uy Long, về phần tại sao Lệ Uy Long lại muốn quay về thành phố Đà Lạt, bọn họ sẽ không hỏi nhiều. Ra đến bên ngoài khu vực chiến đấu, Lệ Uy Long nói với toàn thể tướng sĩ trong sư đoàn Hổ Bí, các tướng sĩ, bây giờ quân địch đã đánh phá được thành phố Đà Lạt, tàn sát quân và dân thành phố Đà Lạt của chúng ta, đi theo tôi đến thành phố Đà Lạt giết địch. Vâng, 50.000 tướng sĩ của sư đoàn cùng đồng thanh nói. Lập tức lựa chọn trang bị vũ khí, chuẩn bị lên đường. Lệ Uy Long nói tiếp. Tướng sĩ của sư đoàn Hổ Bí bắt đầu sôi nổi đi lựa chọn trang bị vũ khí, bao gồm cả xe tăng, xe bọc thép vân vân. Lúc này, mọi người nhà họ Chu đã gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng vì chuyện Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm đã rơi vào tay chủ soái quân địch là Ano. Bây giờ lại không có cách nào liên hệ được với Lệ Uy Long, làm sao bây giờ? Kim Ngọc lo lắng nói. Xem ra, chỉ có thể để Nhược Mai ra tay thôi, để xem cô ấy có thể liên lạc được với Lệ Uy Long hay không. Bà Chu nói. Đúng, Nhược Mai là vợ của Lệ Uy Long, từ cô ấy đến liên lạc với Lệ Uy Long mới có thể liên lạc được. Kim Ngọc đột nhiên hiểu ra nói. Nhưng mà, nhà họ Chu chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ với Lệ Uy Long và Nhược Mai rồi, bây giờ chúng ta đi nhờ vả bọn họ, liệu bọn họ có ra tay giúp chúng ta không? Chu Văn Chân nói. Nhược Mai và Lệ Uy Long vẫn luôn rộng lượng, bây giờ Lệ Ngọc và Hoàng Lâm đã rơi vào tay chủ soái quân địch, chưa biết sống chết, nếu Lệ Uy Long nhận được tin tức, nhất định sẽ dốc hết sức lực đi cứu. Chu Văn Thiệu nói. Anh cả, vậy anh mau gọi điện thoại cho Nhược Mai đi, để cô ấy liên lạc với Lệ Uy Long, xem có thể liên lạc được hay không. Chu Văn Chấn nói. Được, anh lập tức đi gọi điện thoại cho Nhược Mai. Chu Văn Thiệu lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Chu Nhược Mai. Chương 666 cứu người. Lúc đó Chu Nhược Mai vẫn chưa ngủ, nghe thấy điện thoại di động vang lên, đi tới nhìn xem, nhìn thấy là bố mình gọi đến, lập tức nghe máy. Bố, đã muộn thế này còn gọi điện thoại cho con có chuyện gì vậy? Chu Nhược Mai hỏi. Có một tin xấu phải nói với con. Chu Văn Thiệu nói. Tin tức xấu gì vậy? Chu Nhược Mai hỏi. Lệ Ngọc và Hoàng Lâm bị kẻ địch bắt mất rồi. Chu Văn Thiệu nói. Cái gì? Tại sao hai người bọn họ lại bị kẻ địch bắt? Chu Nhược Mai lập tức vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng cô và Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm không hòa thuận với nhau, nhưng cô cũng không hy vọng bọn họ bị kẻ địch bắt được. Chúng ta cũng không rõ nguyên nhân cụ thể thế nào. Hai người bọn họ bị bắt ở nhà họ Trần, hơn nữa còn rơi vào tay chủ soái của nước Liệp Ưng là Ano. Chu Văn Thiệu nói. Bị bắt ở nhà họ Trần sao? Chẳng lẽ bọn họ không hề rút lui khỏi thành phố Đà Lạt sao? Một lần nữa, Chu Nhược Mai lại kinh ngạc đến ngây người. Người nhà họ Trần đã phản bội đất nước đi theo giặc rồi, bọn họ đón tiếp chủ soái quân địch là Ano vào nhà. Lệ Ngọc và Hoàng Lâm bị Ano bắt, Chu Văn Thiệu nói. Chu Nhược Mai lại kinh hãi, không ngờ được Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm đã rơi vào tay chủ soái Ano của quân địch. Vậy làm thế nào bây giờ? Chu Nhược Mai hỏi. Bây giờ chỉ có Lệ Uy Long có thể cứu được Lệ Ngọc và Hoàng Lâm từ trong tay Ano ra thôi. Con có thể liên lạc với Lệ Uy Long, để anh ấy nghĩ cách cứu Lệ Ngọc và Hoàng Lâm ra không? Chu Văn Thiệu hỏi. Anh ấy là hổ soái của Long Quốc, bây giờ đang trong lúc chiến tranh, con cũng không liên lạc được với anh ấy. Chu Nhược Mai nói. Con nghĩ cách xem, ngoại trừ Lệ Uy Long, cả Long Quốc này cũng chẳng ai có thể cứu được Lệ Ngọc và Hoàng Lâm nữa rồi. Chu Văn Thiệu nói. Được rồi, con sẽ nghĩ cách. Chu Nhược Mai nói. Tuy rằng cô đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu, nhưng vẫn còn liên hệ máu mủ, thật sự không phải cứ nói cắt đứt là cắt đứt được. Tuy rằng Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm vẫn luôn gây khó dễ cho cô ở khắp nơi, nhưng mà bây giờ bọn họ rơi vào tay quân địch rồi, cô vẫn sẽ cố hết sức cứu bọn họ về. Vậy trước tiên bố không làm con chậm trễ nữa, con mau nghĩ cách xem thế nào. Chu Văn Thiệu nói. Vâng, nếu có tin tức, con sẽ thông báo cho bố. Chu Nhược Mai nói. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Chu Nhược Mai vô cùng bối rối nói với Nguyễn Tú Hằng, Tú Hằng, hai em họ của tớ bị chủ soái Ano của quân địch nước Liệp Ưng bắt mất rồi, bây giờ chỉ có Lệ Uy Long mới có thể cứu được họ. Nhưng mà tớ lại không có cách nào liên lạc được với Lệ Uy Long, làm thế nào bây giờ?
Tại sao hai chị em bọn họ lại rơi vào tay Ano? Nguyễn Tú Hằng kinh ngạc hỏi. Tớ cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng mà có thể khẳng định được, nhà họ Trần đã phản bội đất nước đi theo quân địch rồi. Chu Nhược Mai nói. Buồn cười, nhà họ Trần thế mà lại chạy sang hàng ngũ địch. Bọn họ đúng là chán sống rồi. Nguyễn Tú Hằng tức giận nói. Trước tiên đừng nói nhiều như vậy, mau mau nghĩ cách xem, làm thế nào liên lạc được với Lê Uy Long đi. Chu Nhược Mai nói. Có thể bảo người đứng đầu những vệ sĩ của chúng ta là Lê Hoa giúp đỡ liên lạc xem. Cho dù anh ta không liên lạc được với Lê Uy Long, anh ta cũng có thể liên lạc được với người bên dưới của Lê Uy Long. Hoặc là để cho Phạm Cương hỗ trợ liên lạc thử xem. Nguyễn Tú Hằng nói. Được, Tú Hằng, cậu thật thông minh, vậy trước tiên tớ bảo Lê Hoa đi liên hệ thử xem. Chu Nhược Mai nói. Đúng lúc này Chu Nhược Mai định đi ra ngoài tìm Lê Hoa, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra xem, nhìn thấy chính là Lê Uy Long đang gọi đến. Chương 667 bí mật. Chu Nhược Mai nhìn thấy là Lê Uy Long gọi điện thoại đến, lập tức vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, lập tức nghe máy. Uy Long, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Sao lại gọi điện thoại cho em thế? Chu Nhược Mai kích động hỏi liên tục. Anh đang ở khu vực chiến đấu phía Nam, anh rất nhớ em, cho nên gọi điện thoại cho em. Lê Uy Long nói. Bây giờ sư đoàn hổ bí đang lựa chọn trang bị vũ khí ở khu vực chiến đấu phía Nam, Lê Uy Long tranh thủ khi có thời gian, cho nên gọi điện thoại cho Chu Nhược Mai. Dù sao, cũng đã mấy ngày anh không liên lạc với Chu Nhược Mai rồi, cũng thật sự rất nhớ cô. Hóa ra anh đã quay về khu vực chiến đấu phía Nam rồi, đúng lúc em cũng có việc muốn tìm anh. Chu Nhược Mai nói. Em tìm anh có chuyện gì? Lê Uy Long hỏi. Vừa nãy bố em gọi điện thoại đến nói. Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm bị chủ soái quân địch của nước Liệp Ưng bắt rồi, anh là tướng năm sao, hổ soái bảo vệ của Long Quốc, chỉ anh mới có thể cứu được hai chị em bọn họ thôi. Chu Nhược Mai nói. Chuyện này, anh đã biết rồi. Lê Uy Long nói. Hóa ra anh đã biết rồi sao, vậy anh mau mau nghĩ cách đi, cứu bọn họ ra. Chu Nhược Mai lo lắng Lê Uy Long vẫn còn oán hận Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm, sẽ không đi cứu bọn họ. Nói thêm, tuy rằng chúng ta đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm cũng tràn đầy thái độ thù địch với chúng ta, nhưng dù sao bọn họ vẫn là em họ của em, liên hệ máu mủ này, không phải nói cắt đứt là có thể cắt đứt được, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Anh biết, anh đang nghĩ cách rồi, Lê Uy Long nói. Anh thật sự sẽ cứu bọn họ sao? Chu Nhược Mai hoàn toàn không ngờ được Lê Uy Long sẽ đồng ý sảng khoái như vậy, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Chẳng lẽ chuyện này còn giả được sao? Lê Uy Long nói. Trước đó bọn họ vẫn luôn đối xử với anh như vậy, chẳng lẽ anh tuyệt đối không so đo chút nào sao? Chu Nhược Mai vẫn còn chưa tin được Lê Uy Long thật sự có thể không tính toán hiềm khích lúc trước đi cứu Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm. Anh đường đường là hổ soái bảo vệ của Long Quốc, làm sao lại đi so đo với bọn họ được chứ? Tuy rằng Chu Lệ Ngọc đã rơi vào tay chủ soái Ano của quân địch, nhưng mà cô ta thể hiện ra tinh thần bất khuất thà chết không sờn. Khiến anh phải nhìn cô ta với đôi mắt khác. Miễn là cô ta không đi theo quân địch, chính là con dân của Long Quốc chúng ta, anh có nghĩa vụ đi cứu cô ta. Lê Uy Long nói. Sao anh biết được Chu Lệ Ngọc thà chết không chịu khuất phục? Chu Nhược Mai kinh ngạc hỏi. Anh đã xem được video cô ta bị quân địch đánh đập tàn nhẫn, cho nên biết được. Lê Uy Long nói. Anh thế mà lại có thể xem được video họ bị đánh đập tàn nhẫn sao? Chu Nhược Mai lại càng kinh ngạc hơn nữa. Đúng vậy, Ano cố tình cho người quay video, khiêu khích anh. Lê Uy Long nói. Vậy Chu Hoàng Lâm thì sao? Anh ta thế nào? Chu Nhược Mai hỏi. Anh ta không thể hiện được kiên cường như Chu Lệ Ngọc. Lê Uy Long nói. Đối với việc tại sao Chu Hoàng Lâm lại xuất hiện ở nhà họ Trần, trong lòng Lê Uy Long cũng đang đặt câu hỏi. Anh đã cho tổ đặc công xe đầu đi trinh sát việc bố trí canh phòng của quân địch, và sự thật tại sao Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm lại rơi vào tay quân địch rồi. Nếu Chu Hoàng Lâm cũng đi theo người nhà họ Trần cũng chạy sang hàng ngũ địch, vậy tuyệt đối không thể tha thứ được. Đối với kẻ phản bội, Lê Uy Long vẫn luôn dùng phương thức nghiêm khắc nhất để xử trí, bất kể là ai, tuyệt đối không hề nương tay. Bất kể như thế nào, trước tiên anh cứ cứu bọn họ ra đã rồi nói sau. Chu Nhược Mai nói. Anh biết, anh nhất định sẽ cứu bọn họ ra trước đã. Lê Uy Long nói. Anh định cứu bọn họ như thế nào? Chu Nhược Mai hỏi. Đây là bí mật, không thể nói cho em biết được. Lê Uy Long tuyệt đối sẽ không để lộ ra phương pháp cứu viện,
ngay cả vợ mình Chu Nhược Mai, cũng sẽ không nói với cô. Chương 668 cô muốn gặp anh. Vì Chu Nhược Mai không phải người trong quân đội, ngộ nhỡ cô bị người gài bẫy, không cẩn thận để lộ kế hoạch hành động, tạo thành tổn thất nặng nề cho những tướng sĩ Long Quốc tham gia hành động lần này. Được rồi, bây giờ em đang ở thành phố Bắc Giang rồi, em cũng muốn gặp anh một lát, có thể được không? Chu Nhược Mai biết rõ khu vực chiến đấu phía Nam cũng ở thành phố Bắc Giang, cho nên rất muốn gặp chồng mình Lê Uy Long, chỉ để giảm bớt phần nào nỗi khổ tương tư. Bây giờ tình hình chiến đấu ở thành phố Đà Lạt đang kịch liệt, anh phải đến thành phố Đà Lạt ngay bây giờ, đợi anh phá được quân địch ở thành phố Đà Lạt rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Lê Uy Long cũng rất muốn được gặp Chu Nhược Mai, nhưng mà tình hình chiến đấu ở thành phố Đà Lạt đang căng thẳng, các tướng sĩ đều đang chiến đấu hết mình ở thành phố Đà Lạt, bây giờ anh không có thời gian tình cảm mặn nồng với Chu Nhược Mai. Anh lại muốn tự mình đến thành phố Đà Lạt phá địch sao? Chu Nhược Mai kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, thành phố Đà Lạt không thể không có anh được. Lê Uy Long nói. Vậy thì tốt, em muốn đi theo anh đến thành phố Đà Lạt. Chu Nhược Mai nói. Bây giờ thành phố Đà Lạt đang vô cùng hoảng loạn, em chạy đến thành phố Đà Lạt để làm gì? Lê Uy Long nói. Em muốn cùng đi với anh, em muốn cùng vào sinh ra tử với anh, cùng trải qua khi đất nước gặp nạn. Bây giờ không phải phía thành Tây và thành Bắc của thành phố Đà Lạt vẫn chưa rơi vào tay địch đó sao? Biệt thự tinh nguyệt của chúng ta ở ngay thành Bắc, em sẽ ở ngay trong biệt thự tinh nguyệt của chúng ta. Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long suy nghĩ một lát, nói, được rồi, vậy em cứ đến đi. Chu Nhược Mai lại kinh ngạc một lát, không ngờ được Lệ Uy Long vậy mà lại đồng ý một cách thoải mái như vậy. Vốn dĩ cô cho rằng Lệ Uy Long nhất định sẽ không đồng ý. Chắc mình phải nói đến vỡ miệng mới có thể thuyết phục được anh, mới làm cho anh đồng ý được. Thật ra sở dĩ Lê Uy Long thoải mái đồng ý với Chu Nhược Mai như vậy, là vì nghĩ đến video khiêu khích kia của Ano. Trong video Ano ăn nói linh tinh, nói trong vòng 3 ngày hắn sẽ bắt sống vợ anh là Chu Nhược Mai, nhốt ở biệt thự tinh nguyệt, mặc cho hắn hưởng thụ. Bây giờ Chu Nhược Mai đang ở thành phố Bắc Giang, tuy rằng bên cạnh cô có vệ sĩ bảo vệ, nhưng mà quân địch đã đổ bộ từ thành phố Đà Lạt vào. Lúc nào cũng có thể xuất binh bí mật lặng lẽ đi trước về phía thành phố Bắc Giang, bắt sống Chu Nhược Mai. Tuy rằng năng lực chiến đấu của vệ sĩ cũng rất mạnh, nhưng mà đối mặt với đội quân bí mật của quân địch, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được cho Chu Nhược Mai vẹn toàn. Vì vậy, Lệ Uy Long muốn giữ Chu Nhược Mai ở lại bên cạnh mình. Chỉ có giữ Chu Nhược Mai ở lại bên cạnh mình, mới an toàn nhất. Vì bên cạnh anh còn có sư đoàn hổ bí. Hơn nữa, thực lực của chính bản thân anh cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể bảo vệ được vợ mình. Lần này anh quay về thành phố Đà Lạt, vốn dĩ cũng định sẽ ở lại biệt thự tinh nguyệt. Vậy em sẽ sắp xếp đồ đạc, đến tìm anh, Chu Nhược Mai vui mừng nói. Quân đội của anh sẽ đi qua cầu Tư La, em cho vệ sĩ bảo vệ các em đến cầu Tư La, chúng ta sẽ gặp nhau ở cầu Tư La, sau đó cùng quay về thành phố Đà Lạt. Lệ Uy Long nói. Được rồi, vậy em sẽ đi sắp xếp. Chúng ta ở cầu Tư La, không gặp không về. Chu Nhược Mai nói xong, vội vàng cúp điện thoại. Sau đó, cô nói rõ tình huống với Nguyễn Tú Hằng, muốn đi theo Lệ Uy Long quay về thành phố Đà Lạt. Đương nhiên Nguyễn Tú Hằng cũng muốn cùng quay về thành phố Đà Lạt với Chu Nhược Mai. Cô ấy và Chu Nhược Mai là bạn thân như hình với bóng, Chu Nhược Mai đi đến đâu, cô ấy cũng sẽ cùng đi đến đó. Hơn nữa, cô ấy cảm thấy đi theo Chu Nhược Mai cũng rất có cảm giác an toàn. Vì bên cạnh Chu Nhược Mai còn có vệ sĩ bảo vệ, đến thành phố Đà Lạt, còn có binh lính của Lê Uy Long bảo vệ. Nếu mình ở lại thành phố Bắc Giang, bên cạnh không có ai bảo vệ, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vì vậy, Nguyễn Tú Hằng và Chu Nhược Mai cùng tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Khi thu dọn đồ đạc, Chu Nhược Mai lại gọi điện thoại cho Chu Văn Thiệu, nói với ông ấy, Lê Uy Long đã bắt đầu chuẩn bị cứu Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm rồi. Chương 669 đồng ý đi cứu. Chu Văn Thiệu biết Lệ Uy Long đã đồng ý đi cứu Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm, lập tức nói tin tức này cho người nhà họ Chu. Lệ Uy Long này, lại có thể đồng ý cứu Lệ Ngọc và Hoàng Lâm nhanh như vậy, chẳng lẽ anh ta thật sự tuyệt đối không so đo chuyện trước đây chúng ta đã đối xử với anh ta sao? Bà Chu nói, Lệ Uy Long là người có thù tất báo, không phải anh ta cố tình lừa gạt chúng ta, chứ không thật sự đi cứu Lệ Ngọc và Hoàng Lâm đấy chứ. Kim Ngọc ôm thái độ nửa tin nửa ngờ với việc Lê Uy Long đồng ý cứu người. Đúng vậy, thế này không giống tác phong của Lê Uy Long. Trước đó chúng ta sỉ nhục anh ta như vậy,
hẳn là anh ta phải nóng lòng không đợi được nhà họ Chu chúng ta đi tìm chết mới đúng. Tô Lệ Bình nói, các người đều nhìn nhầm Lê Uy Long cả rồi, anh ta không phải người thích so đo tính toán. Anh ta thân là hổ soái bảo vệ của Long Quốc, hoàn toàn không thèm so đo tính toán với các người đâu. Chu Văn Thiệu nói, nghe thấy Chu Văn Thiệu nói như vậy, tất cả người nhà họ Chu đều ngẩn ra. Sau đó Chu Văn Thiệu còn nói thêm, các người có nghi ngờ cũng chẳng có tác dụng gì, cho dù Lê Uy Long không đi cứu, chẳng lẽ các người còn có thể có cách nào cứu được sao? Bây giờ việc đã đến nước này rồi, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lê Uy Long không điều kiện. Ngoại trừ Lê Uy Long ra, đã không còn ai có thể cứu được Lệ Ngọc và Hoàng Lâm từ tay Ano nữa rồi. Mọi người nghẹn lời không nói được gì, bây giờ quả thật là ngoại trừ Lê Uy Long ra, không ai có thể cứu được Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm ra khỏi tay Ano nữa rồi. Chỉ mong Lê Uy Long thật sự có thể không tính toán hiềm khích trước đây, cố gắng đi cứu Lệ Ngọc và Hoàng Lâm. Chu Văn Chấn nói, trước đây chúng ta thật sự nhìn nhầm rồi, nếu sớm biết nhà chúng ta có một con rể là hổ soái bảo vệ, nếu đối xử tốt với Lê Uy Long, nhà họ Chu chúng ta có thể trực tiếp nhảy lên đến tận trời rồi. Bà Chu nói, đúng vậy, Lê Uy Long này ẩn giấu quá sâu, thân là hổ soái bảo vệ của Long Quốc, thế mà lại có thể ở rể nhà họ Chu chúng ta, làm một kẻ ở rể thấp kém. Kim Ngọc nói, xem ra, Lê Uy Long đối với Nhược Mai nhà chúng ta, là tình yêu thật lòng rồi. Cậu ta có thể chịu khổ nhiều năm như vậy, ở rể nhà họ Chu chúng ta, tất cả mọi thứ đều vì Nhược Mai. Bà Chu nói, lúc này Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đã thu dọn đồ đạc xong, để vệ sĩ đưa họ đến sông Tư La tập hợp với Lê Uy Long. Vệ sĩ biết đây là Lê Uy Long mong muốn Chu Nhược Mai đến sông Tư La tập hợp, đương nhiên không thể từ chối đưa cô đi. Khu vực chiến đấu phía Nam. Lúc này, sư đoàn hổ bí đã chọn lựa xong trang bị vũ khí, tập hợp xong rồi. Quân đội xuất phát, nhắm thẳng đến thành phố Đà Lạt. Lê Uy Long cầm kiếm thần tiểu thính vũ lâu, ra lệnh một tiếng. Dạ, 50.000 binh lính trong sư đoàn hổ bí lập tức xuất phát. Trong giây lát, vô số xe tăng, xe bọc thép, xe chiến đấu khởi động, khí thế hào hùng, chậm rãi ra trận. Lê Uy Long và Hà Ngọc Lan cùng trên một chiếc xe chiến đấu. Hổ soái, anh thân là thống soái của vạn quân, tại sao phải tự mình lao đến thành phố Đà Lạt chiến đấu? Hà Ngọc Lan không hiểu chút nào hỏi thăm. Vì tôi quen thuộc địa hình của thành phố Đà Lạt, quân địch mất hết lương tâm, không có chuyện ác nào không làm, tôi muốn tự tay tiêu diệt toàn bộ bọn chúng trong thành phố Đà Lạt. Lê Uy Long nói, được, tôi thích phong cách này của hổ soái. Chiến thần Thiên Long vừa xuất hiện, cái gì chiến thần bất bại, chiến thần vô địch chó má kia, nhất định phải sợ đến chết khiếp, tan thành mây khói. Hà Ngọc Lan nói, không thể coi thường, lần này đi thành phố Đà Lạt, khó tránh được một trận chiến ác liệt. Tôi có một nhiệm vụ đặc biệt muốn giao cho cô đi thực hiện. Lê Uy Long nói, nhiệm vụ gì, xin hổ soái dặn dò. Hà Ngọc Lan nói, bây giờ cô em vợ Chu Lệ Ngọc và cậu em vợ Chu Hoàng Lâm của tôi đã rơi vào tay chủ soái Ano của quân địch. Ano quay video đánh đập bọn họ tàn nhẫn, khiêu khích tôi, muốn dẫn dắt tôi đi cứu họ. Lê Uy Long nói, từ trước khi chiến tranh, dân chúng của thành phố Đà Lạt cơ bản đều đã rút lui khỏi thành phố Đà Lạt rồi. Hai chị em bọn họ thân là con cháu nhà quyền quý, hẳn phải rút lui khỏi thành phố Đà Lạt từ lâu rồi mới đúng, tại sao lại rơi vào tay chủ soái Ano của quân địch? Hà Ngọc Lan kinh ngạc hỏi. Chương 670 xác định nhà họ Trần phản bội. Bây giờ còn chưa điều tra rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng mà có thể xác định được là nhà họ Trần đã phản bội đất nước đi theo địch rồi. Lê Uy Long nói. Không ngờ được nhà họ Trần thế mà lại làm Hán gian phản bội đất nước đi theo địch. Hổ soái, lần này anh đến thành phố Đà Lạt, không phải vì để cứu hai người Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm đấy chứ? Hà Ngọc Lan hỏi. Cứu bọn họ chỉ là một hành động nhỏ. Tôi đến thành phố Đà Lạt, quan trọng là vì muốn tiêu diệt toàn bộ kẻ địch bên trong thành phố Đà Lạt. Lê Uy Long nói. Vậy anh còn có nhiệm vụ đặc biệt gì muốn giao cho tôi hoàn thành? Hà Ngọc Lan lại hỏi. Tôi muốn cô dẫn theo người của đội cảm tử, tiến vào nhà họ Trần, cứu Chu Hoàng Lâm và Chu Lệ Ngọc ra ngoài. Lê Uy Long nói, hổ soái, Ano chắc chắn gửi video khiêu khích anh, dẫn dắt anh đi cứu người trước, chắc chắn đã bố trí xong mai phục rồi. Anh bảo tôi dẫn đầu đội cảm tử đến nhà họ Trần cứu người, cái này rõ ràng là đẩy tôi vào hố lửa, chuyến đi này, tôi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hà Ngọc Lan có phần không vui, biết rõ đi về phía trước chỉ có con đường chết, nhưng vẫn phải đi chịu chết,
cô ấy cũng không muốn hy sinh vô nghĩa như vậy. Thế nào, cô định chống lại mệnh lệnh của tôi, lùi bước khi tham gia chiến đấu? Lệ Uy Long hỏi. Không dám, chẳng qua tôi cảm thấy, đi chịu chết như vậy, không đáng. Ano thân là chủ soái của quân địch, nào có dễ dàng cứu được người ra khỏi tay hắn. Hà Ngọc Lan nói. Yên tâm đi, chúng ta đã lập ra kế hoạch cứu viện rồi, sẽ không để cho các cô đi chịu chết oan uổng đâu. Bây giờ Lệ Uy Long vẫn chưa muốn nói với Hà Ngọc Lan, đến lúc đó chính mình sẽ đích thân dẫn đầu cô ấy và đội đặc công Phượng Hoàng đến nhà họ Trần quyết một trận sống mái với Ano. Bây giờ anh nói với Hà Ngọc Lan những chuyện này, chỉ là để cô ấy có chuẩn bị tâm lý thôi. Kế hoạch cứu viện gì cơ? Hà Ngọc Lan lại hỏi. Đợi đến khi chính thức hành động, tôi sẽ nói cho cô biết. Lệ Uy Long nói. Được thôi, anh đã chọn lựa xong thành viên của đội cảm tử này chưa? Hà Ngọc Lan hỏi. Không cần phải chọn, tôi đã ra lệnh cho đội đặc công Phượng Hoàng từ biên giới phía Tây chạy đến rồi. Đến lúc đó, cô sẽ dẫn đầu đội đặc công Phượng Hoàng, tiến vào nhà họ Trần cứu người. Lệ Uy Long nói. Cái gì, ngay cả đội đặc công Phượng Hoàng mà anh cũng điều động đến đây sao? Hà Ngọc Lan cực kỳ kinh ngạc. Đúng vậy, đội đặc công Phượng Hoàng là do cô dẫn dắt. Các cô từng hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt, bây giờ thành phố Đà Lạt cần đến các cô. Cử các cô đến nhà họ Trần cứu người, tôi rất yên tâm. Lệ Uy Long nói. Được, miễn là đội đặc công Phượng Hoàng của tôi ra trận, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hà Ngọc Lan hưng phấn nói. Nửa tiếng sau, quân đội của Lệ Uy Long đã bắt đầu đến sông Tư La. Mà Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng xuất phát từ thành phố Bắc Giang, cũng cách sông Tư La khá gần, bọn họ cũng đã đến từ lâu. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đứng bên cạnh cầu Tư La. Nhìn thấy một đội quân khí thế hào hùng đang lao đến, đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Vì bọn họ biết rõ, Lệ Uy Long chắc chắn đang ở trong nhánh quân này. Lệ Uy Long cũng từ phía xa nhìn thấy Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đang đứng bên cạnh cầu nhìn ngó xung quanh. Khoảng thời gian này cho đến nay, anh đánh đông dẹp bắc, đã rất lâu rồi chưa đoàn tụ với Chu Nhược Mai. Nhìn thấy cô, anh cũng vô cùng vui mừng. Khi xe của Lệ Uy Long đi qua cầu Tư La, anh cho xe dừng lại. Sau đó, Lệ Uy Long xuống xe. Chu Nhược Mai nhìn thấy Lệ Uy Long đến đây, lập tức cực kỳ xúc động. Thời gian dài không gặp, cuối cùng hai vợ chồng có thể đoàn tụ rồi. Chương 671 ghen. Uy Long, Chu Nhược Mai không biết tại sao khi bỗng nhìn thấy chồng mình, cô lại có chút nghẹn ngào. Nhược Mai, lên xe cùng anh, chúng ta nói chuyện trong xe đi. Lệ Uy Long nói. Bây giờ là lúc đang hành quân. Anh không thể đứng bên cầu trò chuyện với Chu Nhược Mai được. Được, chúng ta đi thôi Tú Hằng. Chu Nhược Mai kéo Nguyễn Tú Hằng bên cạnh, rồi lên xe với Lệ Uy Long. Vệ sĩ của Chu Nhược Mai sau khi nhìn thấy Chu Nhược Mai lên xe Lệ Uy Long, thì bọn họ theo hàng ngũ đi đến thành Đà Lạt. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng sau khi lên xe Lệ Uy Long thì nhìn thấy Hà Ngọc Lan cũng ở trên xe, bọn họ hơi sửng sốt. Tâm trạng phấn khởi của Chu Nhược Mai lập tức trở nên nguội lạnh như đột nhiên bị gáo nước lạnh tạt vào đầu. Hà Ngọc Lan, cô sao cũng ở trên xe vậy? Chu Nhược Mai có chút cảnh giác hỏi. Tôi đi theo Lê Hộ Soái Nam Nam Trinh Bắc Chiến, phụ trách việc bảo vệ an toàn của anh ấy, tôi ở trên xe của anh ấy là chuyện rất bình thường. Hà Ngọc Lan bình tĩnh đáp. Đúng vậy, Hà Ngọc Lan là vệ sĩ của anh, luôn theo bên cạnh bảo vệ anh, cho nên cô ấy cũng ở trên xe của anh. Lệ Uy Long thấy Chu Nhược Mai ghen, vội giải thích với cô. Luôn theo bên cạnh bảo vệ, Chu Nhược Mai nghe thấy câu theo bên cạnh bảo vệ thì không khỏi suy nghĩ lung tung, Hà Ngọc Lan này vẫn luôn theo chinh chiến cùng với Lệ Uy Long, không biết cô ta có thừa lúc mình không ở đó rồi xảy ra chuyện gì đó với Lệ Uy Long không? Lệ Uy Long thấy Chu Nhược Mai nhấn mạnh câu này, anh không khỏi đổ mồ hôi. Cô ấy là vệ sĩ cận thân của anh, là vệ sĩ cận thân, không phải theo bên cạnh bảo vệ. Lệ Uy Long vội vàng sửa lại. Được rồi, cho dù là bên cạnh cũng tốt, cận thân cũng tốt, em không muốn quản nhiều. Chu Nhược Mai không vui nói. Lệ Uy Long không ngờ mình và Chu Nhược Mai vừa gặp đã cãi cọ không vui rồi, sớm biết sẽ vậy thì anh đã bảo Hà Ngọc Lan ngồi xe khác rồi. Nhược Mai, khoảng thời gian chinh chiến ở bên ngoài này, anh rất nhớ em. Lệ Uy Long thấy Chu Nhược Mai không vui bèn nói. Có không, anh nhớ em thế sao lâu vậy cũng không gọi điện thoại cho em. Chu Nhược Mai nói, bởi vì quân vụ rất bận rộn, anh thật sự không có thời gian mà. Lệ Uy Long nói, em thấy anh vốn không hề nhớ em thì có, em không tin chỉ mấy phút thôi anh cũng không bớt ra được.
Chu Nhược Mai nói. Được rồi, Nhược Mai, Lệ Uy Long chinh chiến bên ngoài, chấn động mọi người, có lẽ thật sự không có thời gian, các cậu tiểu biệt gặp lại thì không thể vui vẻ nói chuyện với nhau sao? Nguyễn Tú Hằng nói. Chu Nhược Mai cũng thấy mình vừa gặp thì đã nghi ngờ Lệ Uy Long và Hà Ngọc Lan thế này, khó tránh lộ ra sự nhỏ nhen, bèn nói, Lệ Uy Long, bây giờ Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm đang ở trong tay Ano, anh có cách nào cứu bọn họ không? Anh sẽ cố hết khả năng của mình để cứu bọn họ, em yên tâm đi. Lệ Uy Long nói, vậy thì tốt, chỉ cần anh cố hết sức em tin rằng anh chắc chắn có thể cứu bọn họ ra được. Chu Nhược Mai nói, ở nhà họ Trần lúc này. Ano ở trong phòng không ngủ mà đang đợi Lệ Uy Long đến. Báo cáo trung tướng, đột nhiên có người nói ở bên ngoài phòng Ano. Vào nói đi, Ano vừa nghe thấy giọng nói thì biết đó là quân lính của mình. Chương 672 tung tin. Quân lính được phép, lập tức mở cửa bước vào. Có chuyện gì, nói đi, Ano nói. Vừa nhận được tình báo rằng Lệ Uy Long đã rời khỏi khu vực chiến đấu phía Nam, dẫn theo sư đoàn dũng sĩ của anh ta tiến về thành Đà Lạt. Quân lính nói, tốt, Lệ Uy Long quả nhiên đã hành động rồi. Ano hưng phấn nói, trung tướng thấy Lệ Uy Long sẽ tự mình đến cứu Chu Lệ Ngọc sao? Quân lính hỏi, anh ta nhất định sẽ tự mình đến. Dặn dò xuống, nhất định phải trận địa sẵn sàng để chào đón địch, đợi Lệ Uy Long vừa đến thì lập tức đánh giết anh ta. Ano nói, vâng, chúng tôi còn nhận được một tình báo khác là Chu Nhược Mai vợ của Lệ Uy Long cũng theo anh ta cùng tiến về thành Đà Lạt. Tên lính nói, rất tốt, từ lâu đã nghe nói vợ của Lệ Uy Long đẹp sắc nước hương trời, tôi sớm đã muốn nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của vợ anh ta, chỉ cần Lệ Uy Long chết thì vợ của anh ta sẽ là của tôi. Ha ha, Ano đắc ý nói. Tướng quân, Lệ Uy Long là hộ soái bảo vệ đệ nhất của Long Quốc, danh xưng là chiến thần Thiên Long, chúng ta không thể khinh địch. Tên lính đó thấy Ano có chút đắc ý vênh váo, bèn nhắc nhở anh ta. Tôi là chiến thần bất bại của nước Liệp Ưng, đánh đâu thắng đó. Vô địch khắp thiên hạ, Lệ Uy Long đó thì là cái thứ gì chứ? Anh ta sớm hay muộn sẽ thua trong tay tôi thôi. Ano nói. Tướng quân vô địch thiên hạ, chưa từng thua cuộc, là thuộc hạ đã sai rồi. Bây giờ Lệ Uy Long đang trên đường đến thành Đà Lạt, hay là chúng ta ra quân đánh anh ta bất ngờ? Tên lính nói. Lệ Uy Long có sư đoàn dũng sĩ đi theo, chúng ta sao có thể dễ dàng đột kích được anh ta chứ? Không cần phải làm điều thừa. Đợi đến lúc anh ta tự dâng đến cửa thì chúng ta sẽ giết anh ta. Ano nói. Vâng. Hơn 2 tiếng sau, đại quân của Lệ Uy Long đã đến thành Đà Lạt, vào thành từ thành Bắc. Sau đó, Lệ Uy Long dẫn sư đoàn dũng sĩ đến thẳng biệt thự Tinh Vân của mình. Anh cũng không vội nghĩ cách cứu Chu Lệ Ngọc mà đợi tổ đặc công xe đầu điều tra bố trí canh phòng binh lực của Ano trước rồi quyết định sau. Đội trưởng tổ đặc công xe đầu Trương Minh Nguyệt nhận được mệnh lệnh của Lệ Uy Long. Lập tức triển khai hành động, điều tra bố trí canh phòng binh lực của Ano ở nhà họ Trần, cùng với nguyên nhân Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm rơi vào trong tay Ano. Bây giờ Lệ Uy Long không phái sư đoàn dũng sĩ đi chi viện thành Tây hoặc thành Bắc là vì sư đoàn dũng sĩ sắp thực hiện một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Một khi tiến hành hành động cứu Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm thì sư đoàn dũng sĩ sẽ phụ trách việc ngăn chặn viện quân của quân địch, nhiệm vụ này rất nặng nề. Anh và Hà Ngọc Lan có thể thành công cứu Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm ra, có thể thành công giết chết chủ soái Ano của quân địch, có thể an toàn rút lui khỏi nhà họ Trần hay không, tất cả đều phụ thuộc vào việc sư đoàn dũng sĩ có thể thành công ngăn chặn quân địch hay không. Hơn nữa, sư đoàn dũng sĩ theo anh ở phía Bắc luân phiên chiến đấu, quân địch vừa rút lui ở trận chiến ở phía Bắc xong, lại lập tức không ngừng nghỉ lao về phía Nam, liên tục chiến đấu từ Bắc đến Nam, bôn ba đường dài, chưa từng được nghỉ ngơi để hồi phục. Sư đoàn đã mệt nhọc, anh nhất định phải để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Vì vậy, Lệ Uy Long để sư đoàn dũng sĩ đóng quân ở bên ngoài biệt thự Tinh Vân, một là có thể nghỉ ngơi hồi phục, hai là có thể bảo vệ anh. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đã trở lại biệt thự Tinh Nguyệt, nhìn thấy biệt thự Tinh Nguyệt vẫn như lúc đầu, trong lòng hai người tự nhiên thấy có chút vui mừng. Nhược Mai, tối nay tớ phải đến phòng khác để ngủ, không thể ngủ cùng với cậu nữa. Nguyễn Tú Hằng nói. Tại sao? Chu Nhược Mai không hiểu hỏi. Vì tớ sợ ảnh hưởng đến cậu và Lệ Uy Long đó. Nguyễn Tú Hằng cũng biết tự mình, biết khoảng thời gian này mình vẫn luôn làm bóng đèn, ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng của Lệ Uy Long và Chu Nhược Mai. Cho nên, cô ấy rất tự giác đề nghị ngủ khác phòng với Chu Nhược Mai. Chương 673 không cần ngại. Không đâu,
cậu có ngủ với tớ hay không thì Lê Uy Long cũng sẽ không ngủ cùng tớ, cậu vẫn ngủ với tôi tiếp đi. Chu Nhược Mai nói, cậu sao biết anh ấy sẽ không ngủ với cậu chứ? Nói không chừng sau khi thấy tớ không cùng ngủ với cậu thì nửa đêm anh ta sẽ lén mò vào phòng của cậu đó. Nguyễn Tú Hằng nói, cậu nghĩ nhiều rồi, anh ấy không phải loại người như vậy. Chu Nhược Mai đỏ mặt nói, cậu không cần ngại, các cậu đã là người trưởng thành rồi, có nhu cầu sinh lý là chuyện rất bình thường. Nguyễn Tú Hằng nói, anh ấy là người đàn ông thẳng thắn, nếu sẽ lén mò vào phòng của tớ, thì tại sao tớ với anh ấy đã kết hôn 3 năm rồi, sao lại đến mức đến giờ vẫn chưa có chuyện gì chứ? Chu Nhược Mai nói, đó là vì trước kia tình cảm của các cậu không tốt, cậu quá lạnh lùng, không chừng anh ấy mò vào phòng của cậu rồi cậu cũng không cho anh ấy cơ hội. Nguyễn Tú Hằng nói, cậu đừng nói bậy, anh ấy chưa từng mò vào phòng của tớ. Chu Nhược Mai nói, được rồi, mặc kệ trước kia thế nào, tối nay anh ấy mò vào phòng của cậu là được, tớ không nói nhiều với cậu nữa, tớ đã quyết định rồi, bắt đầu từ tối nay, tớ sẽ đến ngủ ở phòng khác. Nguyễn Tú Hằng nói xong thì bước ra khỏi phòng của Chu Nhược Mai. Tú Hằng, cậu đừng đi mà, Tú Hằng, Chu Nhược Mai làm bộ giữ Nguyễn Tú Hằng lại. Nhược Mai, cậu và Lê Uy Long đã kết hôn nhiều năm như vậy, vẫn còn là vợ chồng hữu danh vô thật, quá mức không thể tưởng tượng được, cậu mau nắm chặt thời gian để sinh em bé đi. Nguyễn Tú Hằng nói xong không hề quay đầu mà bước ra khỏi phòng. Chu Nhược Mai cũng không muốn làm bộ ép buộc cô ấy ở lại nữa. Bởi vì thật ra cô cũng muốn Nguyễn Tú Hằng qua phòng khác ngủ, để Lê Uy Long có cơ hội. Dù sao bây giờ mình đã yêu Lê Uy Long rồi, còn là vợ chồng danh chính ngôn thuận, làm những chuyện vợ chồng thích làm cũng là chuyện hiển nhiên, không cần phải ngượng ngùng. Khi Nguyễn Tú Hằng đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Lê Uy Long ngồi một mình trong phòng khách, cô ấy bèn ám chỉ với Lê Uy Long, Lê Hộ Soái, tối nay tôi không ngủ cùng Chu Nhược Mai nữa. Sao vậy? Hai người có mâu thuẫn gì sao? Lê Uy Long hơi kinh ngạc hỏi. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng vẫn luôn là bạn thân như hình với bóng, đột nhiên không ngủ cùng nhau nữa, khó trách sẽ khiến Lê Uy Long cho rằng hai người bọn họ cãi cọ gì đó. Tôi và Nhược Mai vẫn luôn là chị em tốt, sao có thể cãi cọ chứ? Anh đừng nghĩ bậy, tôi thế này là cho anh có cơ hội ngủ cùng với Nhược Mai đấy. Nguyễn Tú Hằng nói xong thì đi thẳng đến phòng khác. Lê Uy Long sững sờ, Nguyễn Tú Hằng này một cái siêu bóng đèn, từ lúc nào lại trở thành một người hiểu ý như thế vậy? Nhưng, bây giờ Lê Uy Long không có ý định ngủ với Chu Nhược Mai. Bởi vì thành Đà Lạt đã bị quân địch công phá, hơn nửa tòa thành bị thất thủ, vô số tướng sĩ Long Quốc đang trong trận huyết chiến với quân địch ở thành Đà Lạt. Vô số quân dân bị chết thảm trong tay giặc, anh làm sao có thể có suy nghĩ đi tìm thú vui, ôm người đẹp đi ngủ chứ? Phụ nữ đẹp là phần mộ của người anh hùng, anh không muốn trầm mê trong sắc đẹp vào thời điểm tồn vong này. Mặc dù bây giờ Lê Uy Long đang ở trong phòng khách của biệt thự Tinh Nguyệt, nhưng thực ra anh đang bận việc quân sự, liên tục phải nghe ngóng cấp dưới báo cáo tình hình chiến đấu mới nhất, để đưa ra sự điều động tác chiến tương ứng. Nếu mình ngủ cùng Chu Nhược Mai thì rất nhiều cơ mật sẽ bị cô nghe thấy. Đây là chuyện không được phép xảy ra. Lúc này, một người cấp dưới phụ trách việc tình báo chạy đến, nói, Hộ Soái, tổ trưởng tổ đặc công xe đầu Trương Minh Nguyệt gọi điện kín đến. Lê Uy Long lập tức nhận điện thoại, nói, đội trưởng Trương Minh Nguyệt, tôi là Lê Uy Long đây, có chuyện gì? Hộ Soái, chúng tôi đã điều tra rõ sự thật tại sao Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm rơi vào trong tay Ano chủ soái của quân địch rồi. Trương Minh Nguyệt nói. Mau nói tại sao bọn bị rơi vào trong tay quân địch. Lê Uy Long nói. Chương 674 nói rõ. Nhà họ Trần từ lâu đã mưu đồ đi theo địch, mà Chu Lệ Ngọc phản đối chuyện đi theo địch cho nên bị người nhà họ Trần giam lỏng. Sau khi quân địch công phá thành Đà Lạt thì người nhà họ Trần đã đón Ano, chiêu đãi anh ta rượu ngon thịt ngon. Trương Minh Nguyệt nói. Sau đó thì sao? Lê Uy Long hỏi. Trong bữa tiệc đó, Chu Lệ Ngọc kêu cứu. Ano biết được Chu Lệ Ngọc là em vợ của anh thì cố ý nhục nhã cô ta với mục đích muốn chọc giận anh. Trần An Khang thậm chí tỏ ý trước mặt mọi người tặng Chu Lệ Ngọc vợ của mình cho Ano. Trương Minh Nguyệt nói. Lẽ nào lại như vậy? Trần An Khang thật sự không biết xấu hổ đến mức này. Vậy còn Chu Hoàng Lâm thì sao? Anh ta sao lại rơi vào trong tay Ano? Lê Uy Long lại hỏi. Chu Hoàng Lâm sớm đã có suy nghĩ đi theo địch, anh ta và Trần An Khang. Phan Huy Thành từ lâu đã có liên hệ mật thiết với đặc công Cao Hùng của nước Liệp Ưng. Mưu đồ đợi quân địch công phá thành Đà Lạt thì sẽ thuyết phục người nhà đi theo địch. Trương Minh Nguyệt nói. Chu Hoàng Lâm lại có thể có suy nghĩ đi theo địch từ lâu.
Lê Uy Long cực kỳ tức giận. Đúng vậy, lúc quân địch sắp công phá thành Đà Lạt, anh ta đã hết sức khuyên bảo người nhà họ Chu đi theo địch, nhưng già trẻ nhà họ Chu đều kiên quyết phản đối chuyện đi theo địch nên đưa cả nhà rời khỏi thành Đà Lạt. Trương Minh Nguyệt nói, già trẻ nhà họ Chu đã kiên quyết phản đối chuyện đi theo địch thì vì sao Chu Hoàng Lâm vẫn còn ở nhà họ Trần? Lê Uy Long nói, bởi vì Chu Hoàng Lâm tuy bị nhà họ Chu phản đối, nhưng anh ta vẫn không cam tâm, vẫn muốn đi theo địch cho nên anh ta mượn danh nghĩa đến nhà họ Trần thăm Chu Lệ Ngọc. Không theo nhà họ Chu rời khỏi mà ở lại nhà họ Trần, định theo địch cùng với nhà họ Trần. Trương Minh Nguyệt nói, Chu Hoàng Lâm đã mong muốn theo địch vậy vì sao lại lọt vào đòn hiểm của Ano? Lê Uy Long hỏi thêm, bởi vì lúc Chu Lệ Ngọc bị quân lính quân địch của Ano đánh đập, Chi Hoàng Lâm muốn cứu, cầu xin thay cho Chu Lệ Ngọc, cuối cùng không những không thể cứu được Chu Lệ Ngọc mà còn bị Ano sai người đánh anh ta. Trương Minh Nguyệt nói, Chu Hoàng Lâm này đã một lòng muốn theo địch thì anh ta không đáng được đồng cảm, bị đánh đến chết càng tốt. Xưa giờ Lê Uy Long luôn kinh tởm những kẻ bán nước như kẻ thù, tuy cuối cùng Chu Hoàng Lâm cầu xin thay cho Chu Lệ Ngọc nhưng anh ta cũng không đáng nhận được sự tha thứ. Sau đó, Tiêu Phá Thiêu lại hỏi, Phan Huy Thành, Trần An Khang và Chu Hoàng Lâm từ lâu đã có lòng đi theo địch, các cô vì sao đến bây giờ mới phát hiện ra được? Hộ soái, người của chúng tôi ở thành Đà Lạt có hạn, trong khoảng thời gian ngắn không thể nắm được những chuyện này, xin anh hãy chỉ tội. Trương Minh Nguyệt nói, bỏ đi, tôi cũng biết các cô rất bận, trước kia đều đặt trọng điểm vào chuyện thanh trừ những người cầm đầu phản đối tôi không trách các cô. Lê Uy Long nói, cảm ơn hộ soái. Trương Minh Nguyệt cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đã điều tra rõ Ano bố trí canh phòng quân số xung quanh nhà họ Trần thế nào chưa? Lê Uy Long lại hỏi. Đã điều tra rồi, nhưng quân địch đề phòng nghiêm ngặt, trong khoảng thời gian ngắn chúng tôi không trà trộn vào được, vẫn cần thêm chút thời gian. Trương Minh Nguyệt nói. Chuyện này phải nắm chắc, không thể kéo dài quá lâu, nếu không Chu Lệ Ngọc sẽ rất nguy hiểm. Lê Uy Long nói. Vâng, quân lính nhất định sẽ nhanh chóng điều tra rõ. Trương Minh Nguyệt nói. Lê Uy Long vừa cúp điện thoại không bao lâu, thì đột nhiên một nhân viên tình báo lại vội vàng chạy đến. Hộ soái, Phạm Trung tướng điện khẩn đến. Nhân viên tình báo đó nói. Lê Uy Long lập tức nhận điện thoại, nói, Phạm Cương, có chuyện gì vậy? Hộ soái, quân địch lại phái một đội khác đến vây đánh bệnh viện. Phạm Cương nôn nóng nói. Chương 675 phải có giác ngộ của hộ soái. Quân địch có bao nhiêu người? Lê Uy Long rất bình tĩnh nói. Khoảng 30 triệu quân, Phạm Cương nói. 30 triệu quân địch, anh cũng không thể ngăn cản được sao? Lê Uy Long hỏi. Hộ soái, quân đội của tôi lúc giao chiến với quân địch ở bờ biển đã tổn thất vô cùng nặng nề, sau đó lại bị quân địch phân tán rất nhiều trong cuộc giao tranh trên đường phố. Bây giờ chỉ có 15 triệu quân số ở bên cạnh tôi, hơn nữa chiến đấu liên tục nên cũng đã rất mệt mỏi rồi. Phạm Cương giải thích. Được rồi. Tôi phái 30 triệu quân chi viện anh, nhất định phải bảo vệ được bệnh viện. Thật ra Lê Uy Long cũng biết quân bên Phạm Cương đã mệt nhọc, cho nên quyết định phái 30 triệu quân chi viện cho anh ta. Cảm ơn hộ soái. Sau khi Lê Uy Long cúp máy thì bước ra khỏi biệt thự và triệu tập sư đoàn dũng sĩ để rút ra 30 triệu quân của sư đoàn dũng sĩ chạy đến bệnh viện chi viện cho Phạm Cương. Vốn dĩ anh muốn để sư đoàn dũng sĩ nghỉ ngơi nhiều thêm một lúc nhưng bất đắc dĩ là chiến sự căng thẳng. Bệnh viện báo nguy, anh không thể không sử dụng sư đoàn dũng sĩ. Nhưng, anh cũng không muốn để sư đoàn dũng sĩ phải dốc toàn bộ lực lượng, mà chỉ rút ra 30 triệu quân, trừ lại 120 triệu quân tiếp tục nghỉ ngơi hồi sức. Bởi vì sư đoàn của anh cũng rất mệt nhọc, cần phải được nghỉ ngơi hồi phục cho tốt mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn viện quân của quân địch. Sau khi 30 triệu tướng sĩ của sư đoàn hộ soái lao đến bệnh viện để chi viện, Lệ Uy Long lại trở về trong biệt thự. Tiếp tục trấn giữ chỉ huy. Chu Nhược Mai ở trong phòng vẫn chưa ngủ, cô đang đợi Lê Uy Long nửa đêm mò vào trong phòng của mình. Bởi vì cô đã nghe thấy lời trước đó Nguyễn Tú Hằng giật dây Lê Uy Long vào ngủ với cô ở trong phòng khách. Nhưng, cô cứ đợi trong phòng cũng không đợi được Lê Uy Long vào đây. Cô càng đợi càng bực mình, bèn bước khỏi phòng đi tìm Lê Uy Long. Nhược Mai, trễ như vậy rồi sao vẫn chưa ngủ, chạy ra đây làm gì vậy? Lê Uy Long thấy Chu Nhược Mai đi ra thì hỏi. Trễ như vậy rồi sao anh cũng chưa ngủ? Chu Nhược Mai hỏi lại. Bây giờ thành Đà Lạt đã bị quân địch chiếm nửa thành, anh đang chỉ huy các tướng sĩ tác chiến. Lê Uy Long nói. Hóa ra là vậy, nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi, anh cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Chu Nhược Mai nói.
Bây giờ các tướng sĩ đang huyết chiến với quân địch, anh không thể ngủ được, anh muốn bám sát tình hình chiến đấu mới nhất để điều chỉnh việc chỉ huy tác chiến cho kịp thời. Lê Uy Long nói. Vậy em ở lại với anh. Chu Nhược Mai nghe thấy Lê Uy Long nói vậy, thì cô biết chuyện tối nay ngủ với anh đã vô vọng rồi. Cô cũng hiểu Lê Uy Long, bây giờ quân địch đang tiến sát từng bước, mà anh thống soái vạn quân của Long Quốc, chắc chắn không thể nào ngủ ngon mà không quan đến hàng ngàn các tướng sĩ. Làm vợ của hộ soái thì phải có giác ngộ của vợ hộ soái, đã đợi nhiều năm như vậy rồi, cũng không nhất định phải vội vàng ngủ với anh đêm nay, đợi anh ấy đuổi được kẻ thù thì sau này sẽ có cơ hội. Anh không cần em ở đây, em đi ngủ trước đi. Lệ Uy Long không muốn Chu Nhược Mai ở bên cạnh quấy rầy hoặc nghe thấy kế hoạch hành động của anh. Vì sao không thể để em ở đây cùng anh? Chu Nhược Mai hỏi. Vì em ở đây sẽ ảnh hưởng đến việc anh chỉ huy tác chiến. Lệ Uy Long nói. Chu Nhược Mai nghe thấy Lệ Uy Long nói như vậy, cũng không dám quấy rầy anh nữa, bèn nói, vậy em pha cho một ấm trà, pha trà xong thì em sẽ về phòng ngủ. Chu Nhược Mai nói. Được, cảm ơn em Nhược Mai. Lệ Uy Long đồng ý với yêu cầu nhỏ của Chu Nhược Mai. Cảm ơn gì mà cảm ơn chứ, sao phải khách khí với em, nói như thể chúng ta là người ngoài vậy, xa lạ quá rồi. Chu Nhược Mai vừa pha trà vừa nói. Ở bệnh viện lúc này, Phạm Cương dẫn đầu tướng sĩ huyết chiến với địch ở bệnh viện, Bình Loan cũng dẫn theo người cục công an và quân của Phạm Cương cùng liên hợp đánh quân địch. Nhưng quân địch chiếm ưu thế, trang bị lại tốt, Phạm Cương và Bình Loan sắp không ngăn cản quân địch được nữa. Lúc nào viện quân của chúng ta đến vậy? Bình Loan sốt ruột hỏi Phạm Cương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.